chương 1011, trên lệch. 300 cái hiểu được niệm lực tinh nhuệ binh sĩ, lại tại một hiệp bên trong bị năm tên ma thú miễu sát. Nhỏ yếu sinh vật. Đây là cổ trảo mấy cái ma thú tại chém giết binh sĩ về sau cảm tưởng. Nhưng là, giờ lét tại lúc này hiển lộ ra sinh mệnh lực chấn động làm bọn hắn không khỏi ghé mắt. Trước xử lý yếu, lại xử lý mạnh, cái này cho tới nay đều là cổ trảo bọn hắn phong cách hành sự. Cho nên, bọn hắn xử lý trước chính là binh sĩ, lưu lại tự nhận là người lùng bên trong cao lớn nhất giờ lét chỉ có điều bọn hắn phát hiện giờ lét cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy cổ trảo kia lớn như vậy lỗ mũi phun ra hai cổ bạch khí quấn quanh tại xương ngón tay phía trên niệm lực như ngọn lửa cháy hừng hực hắn nhìn xem phóng xuất ra cường đại niệm lực giờ lét, lạnh lùng nói có chút bộ dáng các ngươi đừng động thủ để ta tự mình tới còn lại ma thú biết rõ cổ trảo nước tiểu tính không có ý kiến ngược lại nhìn về phía độ hàng cục đóng quân cứ điểm tạm thời cái này nhân loại giao cho cổ trảo giải quyết mà bọn hắn cần phải đi quét dọn còn lại nhân loại không chút do dự, bọn hắn lúc này bước qua đầy đất tàn chi thịt nát, hướng về cách đó không xa cứ điểm tạm thời mà đi. Giờ lét nghe không hiểu cổ trảo ngôn ngữ, khi nhìn đến khi bốn cái ma thú hướng phía cứ điểm mà đi lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này phóng xuất ra niệm lực hóa thành bó mà thành khí cơ, như là xiền xích trói lại rời đi ma thú. Nhưng mà, ma thú hướng về phía trước phóng ra bước chân chưa thụ ảnh hưởng chút nào. Mà lúc này, cổ trảo chỉ là xê dịch mấy bước, liền phong bế giờ lét bắn ra mà đến khí cơ. Cổ trảo tinh tinh trên mặt lóe ra băng lãnh sát cơ, dị thường to dài xương ngón tay vặn vẹo ở giữa phát ra ken két âm thanh. Giờ lét lực chú ý bị ép chuyển di, bởi vì cổ trảo cũng đem khí cơ khóa lại hắn. Cứ điểm hiện hữu binh lực ngăn cản không được mấy cái này ma thú, chỉ có thể cầu nguyện cứ điểm bên trong binh sĩ có thể chống lâu một chút. Giờ lét trong tay thiền côn vững vàng nằm ngang ở trước người, ở trong lòng thầm nghĩ, mà ta phải nhanh một chút giải quyết hết trước mắt cái này ma thú, càng nhanh càng tốt. Cổ trảo nhìn xem giờ lét, bỗng nhiên nói ra, vũ khí của ngươi. Lúc này, hắn nói chuyện sử dụng ngôn ngữ, vậy mà là lục đại lục tiếng thông dụng nghe được cổ trảo nói ra tiếng thông dụng giờ lét ánh mắt biến đổi nhìn cũng không tệ lắm ta sẽ lưu lại nó cổ trảo tiếng thông dụng dường như không thế nào rất quen nói mấy cái từ liền sẽ dừng lại một chút giờ lét nội tâm chấn động chợt không nói một lời huy động cánh tay khu sử thiền cung phần đuôi lỗ thoát khí phun ra mấy chục đạo khí nhận hướng phía cổ trảo bắn nhanh mà đi hắn có chút nghi hoặc nhưng không có công phu đi giải nghi bằng nhanh nhất tốc độ xử lý cổ trảo đây chính là hắn trước mắt tuyệt đối phải làm được sự tình. Cổ trảo nhìn xem tụ tập bắn nhanh mà đến khí nhận, cười lạnh đưa tay hướng về phía trước vỗ. Khi hình dạng giống như lưỡi đao thô to xương ngón tay đánh vào đột kích khí nhận phía trên, tự như là một thanh cái kéo đâm vào khí cầu, bịch một tiếng, khi mấy chục đạo khí nhận trực tiếp bị một chưởng đánh tan. Giờ lét dưới chân tụ lực, vừa rồi phun ra khí nhận chẳng qua là thăm dò tính công kích, kết quả như trong lòng của hắn suy nghĩ đồng dạng, đối với địch nhân sinh ra không được mảy may uy hiếp à. Nói cách khác, thủ thắng chi đạo chỉ có một đầu, nguy hiểm lớn nhất cận chiến. Bành. Giờ lét dưới chân các đá nổ bể ra đến, thiền côn phần đuôi lỗ thủng dân lên xuất khí sóng, trở thành tên lửa đẩy, tăng tốc giờ lét nháy mắt lực bộc phát. Lá gan của hắn to đến kinh người, dù cho được chứng kiến ma thú thực lực, vẫn lựa chọn chính diện cường công. Khi ngắn mũi khoảng cách mấy chục mét, chẳng qua chỉ là liếc mắt nháy mắt. Giờ lét vọt tới cổ trảo trước người, trong cơ thể niệm lực thuận cánh tay nhanh chóng truyền lại đến thiền cung phía trên, trải qua biến hóa, hình thành sóng xung kích từ trong lỗ thủng phun ra. Bạch. Nguyên bản treo tại giờ lét sau lưng thiền côn, mượn nhờ từ niệm lực chuyển hóa mà thành sóng xung kích, lấy không kịp che tay chi thế vung hướng trước người cổ trảo. cung thân vung vẫy vận tốc độ nhanh chóng, vũ ra một trận lốc bốt khí bạo âm thanh. Đối mặt với giờ lét anh dũng vô cùng chính diện công kích, cổ trảo không tránh không tránh, hoặc là nói một khắc này hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng xuống tới. Mà hắn cũng xác thực làm như thế, giơ cao hai tay, cứng cỏi mà dán dấp xương ngón tay khoác lên trên đỉnh đầu, ngăn trở đánh tới hướng đầu thiền côn. Ken. Như đồ sắt đụng vào nhau tiếng vang đột nhiên vang vọng tại chỗ. Thân ở cứ điểm độ hàng cục đội ngũ, cùng ngay tại cổ đại thành phố mê cung bên trong la nhất người đi đường đều là nghe được một tiếng này tiếng vang. Cổ trảo nằm ngang ở hai tay, mạnh mẽ ngăn cản được kia ẩn chứa thế xét đánh lôi đình, đủ để vỡ vụn cự thạch ngàn cân công kích, mà hắn kia thân thể cường tráng thì là không nhúc nhích tí nào. Làm thanh âm truyền đến nơi xa về sau, đôi bên nơi sống yên ổn, mới hậu tri hậu giác trung ra vô số đầu vết rách. Lấy nhân loại thân phận, lực đạo miễn cưỡng hợp cách. Cổ trảo lấy một bộ người thắng dáng vẻ, khoảng cách gần đánh giá lấy giờ lét cái này lôi đình một côn. Giờ lét trên trán hiện ra từng cái từng cái gân xanh, tiếp cận cổ trảo đôi mắt bên trong lóe ra quyết liệt sát ý. Khí trùng. Rất nhiều niệm lực lập tức rót vào thiền côn bên trong, phần đuôi mặt hướng thiên không lỗ thủng bỗng nhiên bộc phát ra niệm lực đuôi lửa, hình thành phản tác dụng lực, thôi động côn thân tiếp tục ép hướng cổ trảo hai tay cường đại mà không gián đoạn lực lượng, nhất thời làm cổ trảo hai chân bắt đầu hạ xuống. Song phương lực lượng dằn co cùng một chỗ, vô luận ai cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tránh ra khỏi. Vô dụng, chẳng qua chỉ là vùng vẫy dãy chết. Bên ngoài ở vào yếu thế một phương cổ trảo lộn xộn không loạn nhìn chầm chầm kia từ thiền côn trong lỗ thủng dân trào ra tới sóng xung kích. Đem sinh mệnh lực chuyển thành sóng xung kích tính chất à. Chỉ bằng vào cái này hai chiêu, đổi lại cái khác đồng bạn đến, có thể sẽ lật thuyền trong mương, sau đó bị một côn tuyệt sát đáng tiếc ngươi đối đầu chính là ta. Cổ trảo lạnh lùng thần sắc bên trong trộn lẫn lấy băng lãnh sát ý. Lúc trước hai lần đó tiến công, đã để hắn thăm dò rõ ràng giờ lét đại khái thực lực. Ma thú nhất tộc đem trong cơ thể mình lực lượng xưng là sinh mệnh lực, mà lục đại lục nhân loại thì đem xưng là niệm hoặc là khí. Giờ lét lệ thuộc vào hệ biến hóa, có thể đem khí chuyển thành sóng xung kích tính chất, châm chọc là, giờ lét một mực tôn trọng lấy hệ cường hóa tiến công phong cách. Cho nên, chiêu thức của hắn cùng kỹ xảo bên trong cứ việc ẩn chứa hệ phóng xạ cùng hệ biến hóa đặc tính, lại là vì cận chiến chỗ phục vụ. Dù vậy, thực lực của hắn cũng cường đại đến có thể xếp hạng thế giới loài người bên trong trước năm. Nhưng hôm nay hắn đối đầu cổ trảo, cũng là ma thú nhất tộc nội chiến lực có thể xếp tới trước năm nhân vật hung ác, mà ma thú cùng nhân loại cá thể chiến lực so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Điểm này, từ cổ trảo năm cái ma thú tại một lần công kích bên trong chớp nhoáng giết chết 300 tên lính cũng có thể thấy được tới. Mắt thấy trải qua niệm lực chuyển hóa mà thành sóng xung kích đem trước mắt ma thú không dừng lại ép, nhưng giờ lép trong lòng nhưng không có bất luận cái gì vẻ vui sướng ngược lại là nồng đậm cảm giác nguy cơ đối phương là độ cứng cực kỳ kinh người hệ cường hóa ta cùng hắn ở giữa trên lệch rất lớn giờ lép đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ mặt ngưng trọng giao phong về sau hắn mới ý thức tới trước mắt ma thú thực lực rất khủng bố bộ dạng này đừng nói mau chóng giải quyết có thể kéo lại cũng đã là vạn hạnh có phán đoán như vậy một tia giờ lép không nguyện ý đi thừa nhận tuyệt vọng cứ như vậy ở trong lòng chậm rãi nảy mầm sẽ toàn diệt, sẽ thất bại, không thể ức chế sẽ nghĩ tới những thứ này, bởi vậy mới không thể đổ hạ. Một bên khác, chưa bị ngăn trở cản còn lại bốn cái ma thú dễ như trở bàn tay bước vào độ hàng cục cứ điểm tạm thời. Đóng tại bên trong còn thừa binh sĩ đã sớm chuẩn bị, đối xâm nhập tiến đến ma thú phát động công kích. Nhưng mà, trên thực lực thiên nhiên chênh lệch cũng không phải là bên ngoài súng ống có thể đền bù. Cùng lúc đó, thân ở cổ đại trong mê cung la kháng hướng ngoài thành phương hướng. Chương 1012 bỏ mạng mà chạy. Tiến vào cổ đại thành phố mê cung đến bây giờ, là tổng chung nghe được hai lần tiếng vang. Tiếng thứ nhất đến từ cổ đại thành phố mê cung bên trong, tiếng thứ hai đến từ cổ đại thành phố mê cung bên ngoài. Nơi đây nói là mê cung, trên thực tế vẫn có khiếm khuyết, tối thiểu khốn không được người, cũng không đủ khiến người mất phương hướng. La nghe thanh âm đại khái truyền đến phương hướng, suy đoán tiếng vang truyền đến địa phương là độ hàng cục ở ngoài thành thành lập cứ điểm. Thanh âm kia, tự hồ là vũ khí lạnh giao chiến lúc phát ra. Căn cứ tiếng vang cường độ, cơ bản có thể phán đoán đối chiến đôi bên đều là niệm năng lực giả. Đương nhiên, cũng có thể là mặt ngoài phòng ngự cực mạnh một loại nào đó lục địa tối giống loài. Như vậy, cùng độ hàng cục giao chiến đối tượng sẽ là cái gì? La, lại tìm đến. Lúc này, Tôn Ba một câu đánh gãy La suy nghĩ. La Vi hơi lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia không liên quan đến mình sự tình, nhìn về phía tinh thần phấn chấn Tôn Ba, nói ra, dẫn đường. Nương tựa theo Tôn Ba điều tra vòng, khi tìm thấy chỗ thứ nhất hương thảo về sau, đến bây giờ đã lục tục tìm được năm nơi, thu hoạch coi như không tệ. Tìm kiếm quá trình bên trong không thể tránh né muốn cùng lục tục mà đến Brion ký sinh thể giao chiến. Nắm giữ Brion uy hiếp bờ cùng nhược điểm về sau, nương tựa theo đội ngũ thực lực mang tính áp đảo, mỗi một lần gặp phải chiến đều kết thúc không chút huyền niệm. Trực đảo sinh đầy Brion thực vật hang ổ lúc, thì sử dụng trục đá lửa nhẹ nhõm giải quyết, sau đó cầm tới hương thảo. Đối với la bọn hắn mà nói, trước mắt Brion trừ số lượng kinh người về sau, cũng không có thể hiện ra cái gì sáng tỏ uy hiếp bờ vào tay hương thảo quá trình chưa nói tới gian nan nhưng cũng không dễ dàng như vậy áp dụng thích hợp từ ngữ chính là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm thế là liền đi theo đầm lầy hái lúa nitro đồng dạng đội ngũ cân nhắc không phải như thế nào tìm tới hương thảo mà là muốn hái bao nhiêu hương thảo đi vào hương thảo chỗ thứ sáu chỗ ngồi theo trục đá lửa dẫn dắt lên liệu nguyên chi hỏa dập tắt tại im ắng đội ngũ bước qua cháy đen chi địa thành công hái thứ sáu nâng hương thảo la lấy xuống vài miếng hương thảo đưa cho một mặt hạnh phúc nít lập tức hỏi kim bên kia có biến sao nít đắc ý tiếp nhận hương thảo nghe được la vấn đề sau lập tức sử dụng năng lực kiểm tra một hồi kim tình huống bên kia lập tức trả lời không có tình huống bọn hắn ngay tại trên lầu chót tìm kiếm cổ đại chữ viết trừ trong đội ngũ nữ tính hắn không thể nhìn tới vật cũng chứa ở kim trên thân sử dụng năng lực về sau chỉ thấy kim mấy người đang từ một chỗ mái nhà nhảy đến một chỗ khác trên lầu chót La Văn Ngôn khẽ gật đầu, suy nghĩ lại vơ vét một chỗ hương thảo sau liền đi cùng Kim bọn hắn tụ hợp, cũng không biết Sarin có hay không giải đọc ra cái gì mấu chốt tin tức. Nghĩ tới đây, La đem hương thảo đưa cho Hắc Miêu để vào chứa đựng không gian bên trong, về sau nhìn về phía Tôn Ba, hỏi, lân cận còn có hương thảo sao? Không có, ngược lại là có một nhóm Beryon chính hướng chúng ta bên này, khoảng cách 800 m số lượng chừng 100. Tôn Ba trả lời. Tốt, chuẩn bị nên địch. La kháng nhìn chung quanh đồng đội. Lại hái thổi phòng hương thảo, liền có thể kết thúc đợt thứ nhất tìm kiếm hành động. Dù sao bọn hắn không phải người máy, niệm lực cùng thể lực không phải vô hạn. Dù là có tùy thời có thể bổ sung niệm lực cùng thể lực địa y, cũng không cần thiết lãng phí ở cổ đại thành phố mê cung. Lần nữa đột kích Brion không đủ trăm cái, bởi vì thông đạo độ rộng không lớn, cho nên xuất thủ người là Sidaji, vẫn là bao trùm toàn thông đạo hệ phóng xạ âm thanh lưỡi đao, đem trong thông đạo Brion chém thành mảnh vỡ. Bởi vì địa hình bên trên đặc thù, hôm nay nhiều lần như vậy chiến đấu, ra tay nhiều nhất người là Sidaji lần này lại là dựa vào năng lực của nàng trong khoảng thời gian ngắn chém giết đột kích Brion, sau đó, đội ngũ không ngừng lại, tiếp tục tìm kiếm hương thảo vị trí chỗ ở. Đội ngũ trong khi tiến lên, là chú ý tới Sidaji niệm lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, nghĩ thầm gặp lại Brion ký sinh thể, mặc kệ thông đạo độ rộng khế không phù hợp Sidaji năng lực, hắn cũng sẽ không lại để Sidaji ra tay. Vận khí có chút không sai, mới vài phút thời gian, đội ngũ lại tìm đến một chỗ hương thảo. Vẫn là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm lấy xuống hương thảo, tăng thêm cái này thổi phòng, tìm tới hương thảo số lượng đột phá 400 lá. Không sai biệt lắm, đi cùng kim bọn hắn tụ hợp đi. Mượn từ thượng đế chi thủ năng lực đặc tính, là kháng hướng kim vị trí, để hắc miêu biến thành tọa kỵ. Đám người đạp lên hắc miêu phía sau lưng, sau đó, hắc miêu đằng không mà lên, tại la chỉ dẫn dưới, hướng về kim mấy người vị trí mà đi. Tạm thời còn không có quyết định muốn hái bao nhiêu lá hương thảo, lại muốn ở đây lưu lại mấy ngày thời gian, tóm lại, muốn hái nhiều một chút, cũng không phải vội tại nhất thời độ hàng cục cứ điểm tạm thời. Bốn cái hình thái khác nhau ma thú trên thân nhiễm không ít máu tươi, tại chung quanh bọn họ trên mặt đất, trải lấy không ít thi thể tàn khối. Quy, có mấy cái chạy, các ngươi ai chạy nhanh, mau đuổi theo đi. Ma thú bên trong, có cái bề ngoài đặc thù giống như rắn ma thú nhìn xem hướng phía cổ đại thành phố mê cung chạy tới mười mấy nhân loại. Thằng làng ma thú lạnh lùng mắt nhìn chạy mất nhân loại, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía còn tại làm uổng công mấy chục người loại binh sĩ, lạnh lùng nói, bọn hắn chạy vào cổ đại đô thị kết cục cũng là chết. Dự phòng vạn nhất, ta đi giải quyết rơi bọn hắn. Hồ ly ma thú cười duyên một tiếng, truy hướng chạy trốn mười mấy nhân loại. Trong tràng, vậy còn dư lại mấy chục cái binh sĩ đều là mắc lộ vẻ tuyệt vọng, bọn hắn phân tán rất mở, rõ ràng không cầu giết địch mà là vì kéo dài thời gian. Mà bọn hắn duy nhất hy vọng chính là đội trưởng Giờ Lét, nhưng mà... Cứ điểm bên ngoài, Giờ Lét đầy người máu tươi, lộ trong không khí tráng kiện trên cánh tay, đều là tinh tế dày đặc vết thương, từ trong vết thương chảy ra máu tươi góp gió thành bão nhụn đỏ chỉnh cánh tay trái lại hai chân cùng lồng ngực phần bụng những vị trí này cũng là chảy ra không ít máu tươi lông tóc không thương cổ trảo nhìn xem nỏ mạnh hết đà lại còn tại kiên trì giờ lét, lạnh lùng nói năng lực tiến công chẳng ra sao cả phòng ngự ngược lại là nhất lưu là ta đánh giá thấp ngươi nguyên bản mục tiêu của ta là tại cổ đại đô thị bên trong nhân loại nhưng ngươi có tư cách được xưng tụng khai vị thức nhắm lời còn chưa dứt cổ trảo lớn người mà đến một chưởng vỗ hướng giờ lét yếu điểm Giờ lét cắn răng, do lên thiền côn đưa ngang trước người, khí kình dâng lên mà ra, bảo vệ quanh thân. Bành. Quy lực mạnh mẽ một chưởng đem giờ lét đập lui một khoảng cách, thương thế trên người thụ dư chấn ảnh hưởng, toát ra từng cái từng cái tơ máu. Hô, hô. Giờ lét ổn định thân hình, không ngừng phun khí thô, nắm chặt thiền côn cánh tay hơi vô lực rũ xuống một chút. Nếu như không phải tự thân hệ biến hóa đặc tính, đã sớm tại cổ trảo loại kia không giảng đạo lý cường công bên trong chết. Loại kia hiển đang giận lượng, loại lực lượng kia, hoàn toàn không phải nhân loại có thể chính diện ngăn cản được. Không có bất kỳ cái gì cơ hội. Giờ lét khóe mắt liếc qua vội vàng liếc mắt cứ điểm tình huống bên kia, trước kia là muốn mau chóng giải quyết cổ trảo, sau đó đi chi viện cứ điểm binh sĩ. Hiện tại xem ra, ngay từ đầu suy nghĩ có thể nói ngay thơ. Cổ đại đô thị bên trong nhân loại. Giờ lét đôi mắt khẽ rung, răng môi ở giữa, cũng là không ngừng chảy ra máu tươi. Ta! À. không thể chết ở đây. Cánh tay chợt hướng về sau bãi xuống, niệm lực thuận thế mà đi, lưu động đến thiền cung phía trên. Trốn. Chạy đến đô thị. Sóng xung kích từ trong lỗ thủng phun ra, đánh vào trên mặt đất. Giờ lét cảnh hoàn tàn khắp nơi thân thể mang theo đối với sinh khát vọng, bay về phía không trung. Chương 1013, xa vời sinh cơ. Độ hàng cục một phương chiến lực cùng thủ vệ nhất tộc chỗ phái tới năm tên ma thú có chênh lệch rõ ràng. Dù cho có giờ lét mạnh như vậy niệm năng lực giả tại, trên bản chất chênh lệch vẫn sẽ không sinh ra biến hóa gì. Giữa hai bên, Chính như lúc trước Netero cùng kiến vương Merum, lẫn nhau ở giữa có đạo khó mà vượt qua hồng câu. Giao thủ qua về sau, giờ Lét mới biết được cái gì gọi là chân chính chủng tộc khác biệt. Khí lượng tổng số, cường độ thân thể, phản ứng thần kinh năng lực, thích hợp chiến đấu thân thể cấu tạo. Thân là nhân loại giờ Lét mỗi một hạng đều là bại hoàn toàn, chớ nói chi là cổ trảo triển hiện ra cường đại kỹ xảo. Không sai, cứ việc rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cổ trảo xác thực hiểu được sử dụng cao đẳng niệm lực kỹ xảo. Vô luận là lưu vẫn là kiên, thậm chí là thao tác độ khó cao nhất cứng rắn, cổ trảo đều có thể rất quen sử dụng ra tới. Loại này đủ để khiến người tuyệt vọng chênh lệch, cũng làm cho The led dần dần không nhìn thấy mảy may phần thắng. Nhưng là, The led có mãnh liệt cầu sinh ý chí. Hắn không muốn chết ở đây, cho nên chỉ có thể trốn. Không thể đi rừng rậm, tỷ lệ sống sót quá thấp. Duy nhất có thể trốn chỗ chỉ có cổ đại thành phố mê cung. Mặc dù không rõ ràng cổ trảo nói tới nhân loại là ai, nhưng hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy thiền côn chỗ phun ra niệm lực đuôi lửa thôi động giờ lét bay về phía không trung, thương thế đông đảo, lại sẽ không ảnh hưởng đến giờ lét niệm lực chuyển vận, bay về phía không trung tốc độ tương đương nhanh chóng. cổ trảo không nghĩ tới nhìn qua đã dầu hết đèn tắt giờ lét còn có chạy trối chết dư lực, ngoài ý muốn sau khi, hai chân tụ lực đạp liệt địa mặt, thân hình như tiễn lăng không truy hướng tới bên trên bay giờ lét. làm sao giờ lét là được ăn cả ngã về không đào mệnh, không chút nào keo kiệt trong cơ thể niệm lực, nắn dây lắc bột phát ra tốc độ phi hành cực nhanh, dù là cổ trảo phản ứng kịp thời cuối cùng cũng là chậm một nhịp. Không trung truy kích thất bại, cổ trảo thân thể rơi xuống mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giờ led hướng cổ đại thành phố mê cung bay đi. Hắn năng lực cận chiến cực mạnh, lại không am hiểu công kích từ xa. Lần thứ nhất không trung truy kích không nghĩ giờ led đánh rơi xuống, về sau liền không có biện pháp. Hứ, bị lừa dối. Cổ trảo sắc mặt lạnh lùng, như như đạn pháo trùng điệp rơi xuống đất, ném ra mảng lớn cho bụi. Hắn ổn định thân hình, giơ cánh tay lên tản ra tràn ngập ở xung quanh người cho bụi, dương mắt lạnh lẽo phương xa giờ lét. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn đoạt được tiên cơ sau vẫn tại tấn công mạnh, ép tới giờ lét không thở nổi, chỉ có điều từ đầu tới đuôi, giờ lét đều là bày ra tử chiến không lùi dáng vẻ. Cổ trảo xem thường nhân loại, để thưởng thức tại giờ lét chiến sĩ tác phong. Kết quả, mặt đều bị đánh đỏ. Cổ trảo ánh mắt từ chạy trốn giờ lét trên thân dịch chuyển khỏi, ngược lại nhìn về phía trong tràng sắp bị càng quét nhân loại sạch sẽ, đã không có mấy cái, mà càng xa xôi, là ngay tại truy sát còn sót lại nhân loại đinh tị chạy trốn được sao cổ trảo cười lạnh dù cho chạy vào cổ đại thành phố mê cung cứ như vậy một chút xíu người cuối cùng cũng là đường chết một đầu nắm vững thắng lợi phía dưới khi bị giờ lét chạy thoát không vui chi tình rất nhanh liền tan thành mây khói cổ trảo bỗng nhiên phóng tới nhân loại lâm thời kiến tạo cứ điểm hiệp trợ còn lại ba tên đồng bạn đem cứ điểm phân tán còn thừa nhân loại giải quyết hết về sau đuổi theo ngay tại truy sát trốn hướng cổ đại thành phố mê cung vài cái nhân loại đinh tị Đinh Tị là cái kia vẻ ngoài đặc thù như hồ ly nữ tính ma thú, lúc trước cứ điểm bên trong nhân loại binh sĩ điên cùng kiềm chế lại bọn hắn, mà có 16 người loại thừa cơ bỏ trốn. Từ nàng đi phụ trách truy kích chạy trốn nhân loại, đang truy kích trong quá trình, nàng lục tục xử lý không màn sống chết lưu lại đoạn hậu 10 tên lính, mà còn lại còn tại trốn nhân loại thì là 6 cái. Mắt thấy 6 người kia loại sắp bước vào cổ đại thành phố mê cung bên trong, Đinh Tị tuyệt không hoảng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng cổ đại thành phố mê cung bên trong Brion thích nhất đem nhân loại làm ký sinh thể, tiến một bước tới nói bryon chính là nhân loại khắc tinh cứ như vậy mấy người chạy vào cổ đại đô thị bên trong đoán chừng đều không đủ nhiều như vậy bryon tới chơi làm đinh tị hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang tay không xé rách rơi chạy ở sau cùng một nhân loại thịt nát cùng máu tươi dội tại lông tóc phía trên lại là không hề để tâm đinh tị kia xinh đẹp lưỡi dài từ che kính tinh mịn miệng, miệng bên trong duỗi ra đem những tại trên mặt máu tươi đều quét về phía trong miệng nhìn xem thành công chạy vào cổ đại thành phố mê cung bên trong năm danh nhân loại trong đôi mắt lóe ra từng tia từng tia mê ly nàng khẽ cười một tiếng về sau cũng không đợi cổ trảo bọn hắn trực tiếp truy đi vào bị chạy trốn nhân loại tổng cộng có 6 cái trừ bay về phía không trung giờ lét mặt khác năm cái theo thứ tự là không hiểu được niệm năng lực Jim Carrey, bưng lấy hương thảo nghiên cứu khoa học lão nhân no mân cùng ba cái dáng người thấy thế binh sĩ Jim Carrey cùng no mân tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường nhưng muốn ứng đối niệm năng lực giả truy kích là không đáng chú ý cho nên hai người bọn họ sở dĩ có thể thành công trốn vào cổ đại thành phố mê cung bên trong một mặt là bởi vì cứ điểm binh sĩ liều mạng đoạn hậu cùng kiềm chế, lệnh một phương diện thì là bởi vì hai cái này cố ý chọn lựa ra bảo tiêu. Những người hộ vệ này thực lực có thể không cần quá lợi hại, nhưng tố chất thân thể tuyệt đối phải rất mạnh, mà lại trọng yếu nhất chính là chạy nhanh. Jim Carrey cùng No Mân chính là bị đặc biệt tuyển ra đến bảo tiêu cổng chạy, sau đó chạy đến cổ đại thành phố mê cung bên trong. Đáng chết, đáng chết. No Mân bị một tên binh lính bảo tiêu gánh tại trên vai, ánh mắt gắt cao nhìn chầm chầm nơi nào đó, đang thì thào tự nói hai tay của hắn gắt gao bưng lấy tồn phóng hương thảo lòng thủy tinh bộ dáng nhìn qua rất là chật vật đột kích ma thú cường đại trực tiếp phá vỡ hắn sẵn có quan điểm ban đầu nghe nói tập kích lúc nhẹ như mây gió dáng vẻ tức thì bị nghiền liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại dù là bị binh sĩ bảo tiêu bảo hộ lấy trong lòng đã hoảng phải loạn phân tắc so với bối rối phải suýt nữa muốn mất hồn no mân cùng là không phải nhân viên chiến đấu diêm ca ngược lại mười phần tỉnh táo hắn mắt nhìn bị no mân hộ đến gắt gao hương thảo đưa tay đẩy khung kính bình tĩnh nói còn mời đừng từ bỏ, chúng ta cũng không phải là không có hy vọng. Cánh vác lấy no mân cùng Jim cari hai tên binh sĩ bảo tiêu trầm mặt không nói, hiển nhiên không có kỳ vọng quá lớn. Đăng lục lục địa tối lúc đội ngũ là như vậy khổng lồ, nhưng bây giờ Gillette đội trưởng không biết sinh tử, chỉ có mấy người bọn hắn kéo dài hơi tàn xuống tới. Dù cho may mắn trốn qua ma thú truy sát, nhưng nơi này còn có quỷ dị Brion, cho dù có hạnh chạy ra cổ đại thành phố Mê Cung, muốn về đến đường ven biển, còn phải xuyên qua nguy hiểm biển cây. Hy vọng. Ở đâu? khi hai tên lính bảo tiêu cảm giác sâu sắc hy vọng xa vời, lại vẫn tận tụy tận trung thực hiện tự thân chức trách. Một cái khác tương đối trẻ tuổi đầu đinh binh sĩ bảo tiêu thì là quay đầu mắt nhìn sau lưng không có một ai góc trẻ, trầm giọng nói, chúng ta nên trốn hướng nơi nào. Jim Carrey hít sâu một hơi, nói ra, để ta tới cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng, chỉ cần dọc theo thăm dò qua lộ tuyến, thẳng tới bị thiêu hủy thực vật Brion hang ổ, liền có chạy thoát khả năng. La nhất người đi đường tại hái bảy chỗ hương thảo về sau, nương tựa theo thượng đế chi thủ đặc tính, rất nhanh liền cùng xa mấy người tụ hợp nhìn thấy la bọn hắn trở về lão bạch vấn đề thứ nhất chính là thu hoạch thế nào không có cẩn thận đếm qua hẳn là có hơn 400 lá hơn 400 lá lão bạch nghe vậy trước mắt bỗng nhiên sáng lên nhưng nghĩ tới mình lần này lại không chút xúc lực không khỏi bóp cổ tay thở dài các ngươi đâu nhưng có kết quả la tiên là mắt nhìn kim chợt nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất không để ý chút nào hình tượng tại cẩn thận quan sát đến tuyên khắc đồ hình chữ viết sarin Kim cũng nhìn xem Sarin, nói ra, chúng ta xem xét 25 chỗ nóc nhà, nhưng mỗi cái trên nóc nhà đồ hình chữ viết đều là đồng dạng nội dung. Chương 1014, hoa nở hai cành. Ròng rã 25 chỗ nóc nhà mà lại nội dung vẫn là đồng dạng. Cổ đại nhân loại làm như thế ý nghĩa ở đâu? Giải đọc ra cái gì? Nhìn thấy Sarin đang bận, là không hiểu sau khi đối tóc vàng hỏi. Sau đó, Kim đem Sarin giải đọc ra đến tin tức thuật lại một lần. Nghe được cổ đại chữ viết nội dung vơ vét hương thảo trở về mọi người đều là một mặt kinh ngạc, lại cảm thấy một chút không hài hòa. Cổ đại chữ viết bên trong chỗ miêu tả Brion, dường như cùng bọn hắn giao chiến nhiều lần Brion có một ít xuất nhập. Nhưng là, đồng dạng có để người bỗng nhiên tỉnh ngộ địa phương, ví dụ như cổ đại thành phố mê cung bên trong kiến trúc vật liệu bắt nguồn từ Brion. Nếu như là Brion loại kia cực kỳ không giảng đạo lý chuyển hóa đặc tính, thật đúng là có thể duy trì nhân loại tại lục địa tối loại hoàn cảnh này bên trong kiến tạo lên một tòa hùng vĩ đô thị mà bây giờ cổ đại thành phố mê cung bị Brion chiếm đoạt lĩnh, có lẽ là bởi vì cổ đại nhân loại lơ là sơ suất, tại chuyển hóa Brion thời điểm mất khống chế, từ đó gây nên đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng, cuối cùng bắt nguồn từ Brion, hủy diệt tại Brion. Tại tin tức có hạn điều kiện tiên quyết, những cái này đều chỉ là la kỹ người phỏng đoán, chỉ bằng vào những tin tức này, lại liên tưởng hiện hữu gặp phải Brion, thâm nhập vào đi luôn cảm thấy không trải qua cân nhắc. Kim nhìn xem ngay tại hết sức chăm chú phân biệt đồ hình chữ viết khác biệt Sarin, nói ra, nàng muốn đi kiến trúc nội bộ, bởi vì nguy hiểm quá lớn mà bị chúng ta ngăn lại. La nói ra, đây là cử chỉ sáng suốt, mặc dù ta rất muốn mau chóng nhìn xem kiến trúc nội bộ bộ dáng, nhưng muốn trước khôi phục một chút thể lực cùng thể lực. Kim khẽ gật đầu, đây là chuyện đương nhiên. Chỗ ngồi ngay ở chỗ này, chạy là không thể nào chạy mất. Đã lúc nào thăm dò đều là giống nhau, đương nhiên muốn lấy trạng thái tốt nhất đi thăm dò. Lúc này, Sarin đứng dậy, trên trán xoay ra cái chữ xuyên, nhìn về phía đám người, thở dài nơi này cũng giống vậy, cùng cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chi tiết hoàn toàn không có sai lầm. Lão Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, kinh ngạc nói, thật là tà môn, chẳng lẽ nhiều như vậy chỗ trên nóc nhà cổ đại chữ viết đều là cùng là một người khắc ra tới. Không biết, có lẽ đáp án ngay tại kiến trúc nội bộ bên trong. Sarin nhìn hướng la, trong mắt tràn đầy mong đợi. Kiến trúc nội bộ khẳng định là muốn đi, nhưng là phải chờ chúng ta nghỉ ngơi trước tốt. La kháng mắt đi theo vơ vét hương thảo đồng đội. Cứ việc xa trên tâm tình rất bức thiết, nhưng phân rõ ràng nặng nhẹ, biết la bọn hắn hiện tại hơi mệt, cho nên cần thiết trước tiên ở bốn chiều trong căn hộ nghỉ ngơi. Muốn ở chỗ này thiết lập cửa ra vào sao? Nào hỏi. Từng, liền thiết lập tại nơi này đi. La gật đầu. Minh Bạch. Nào nghe vậy, dù đảng ở trên tay phải niệm lực chậm rãi biến thành đen. Năm giờ phương hướng không trung, có người ngay tại tiếp cận. Một mực mở ra điều tra vòng tôn ba chợt nhìn về phía năm giờ phương hướng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Người. Nghe được Tôn Ba nhắc nhở, đám người không khỏi nhìn về phía 5 giờ phương hướng, mà nào cũng dừng tay lại bên trong động tác. Tầm mắt bên trong nơi xa, có một cái cầm cây gậy hình người sinh vật ngay tại siêu siêu vẹo vẹo phi hành. Bởi vì Tôn Ba xác nhận người đến thân phận là nhân loại, cho nên đám người trực tiếp đem còn thấy không rõ lắm người tới xem như nhân loại. Mà người này chính là Yolette, hắn hiện tại là chân chính nỏ mạnh hết đà, chạy trốn tới không trung về sau, ngay lập tức liền chú ý tới nơi xa mê cung kiến trúc tầng cao nhất bên trên rất nhiều thân ảnh. Kinh hỉ sau khi, chính là ráng chống đỡ lấy một hơi, liều mạng thôi phát niệm lực, hướng về rất nhiều thân ảnh chỗ kiến trúc mái nhà mà đi. Hắn ban đầu dự định là chuẩn bị đáp xuống kiến trúc trên lầu chót, bất đắc dĩ phía dưới liền mạo hiểm chui vào kiến trúc nội bộ, đào mệnh mới bắt đầu toàn vẹn không nghĩ tới sẽ gặp phải ma thú nói tới đồng loại. Chỉ là, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, ma thú nói tới đồng loại sẽ tụ tập tại kiến trúc mái nhà phía trên, từ đó để hắn ngay lập tức có thể phát hiện. Mà phát hiện này, vì hắn mang đến một tia ánh rạng đông. Kiến trúc trên đỉnh Đám người kinh ngạc nhìn xem siêu siêu vẹo vẹo nhưng tốc độ phi hành không tính chậm giờ lét. Hẳn là độ hàng cục người đi, nhìn dạng như vậy, giống như rất thảm. Tôn Ba nói. Có thể đem độc đặc tính chuyển thành năng lực phi hành niệm năng lực giả cũng không phổ biến, mà phi hành năng lực trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng không cần nói cũng biết. Giờ phút này, mọi người thấy có một nhân loại chính hướng phía bọn hắn vị trí phi lai, khó tránh khỏi kinh ngạc. Biscuit mắt lộ vẻ suy tư, nói ra, lúc trước nghe được từ ngoài thành truyền đến tiếng vang quả nhiên là độ hàng cục đội ngũ bị thứ gì tập kích. Kim nói ra, 89 phần 10, mà lại người này. Theo khoảng cách rút ngắn, đám người dần dần thấy rõ ràng người kia bộ dáng. Tự như là độ hàng cục lần hành động này người phụ trách. Chỉ một mình hắn chạy trốn, nói cách khác, độ hàng cục người đều bị diệt rồi. Sẽ là thứ gì diệt độ hàng cục đội ngũ? Dù sao không thể nào là Brion, nếu như là Brion ra tay, người kia liền sẽ không chạy đến đô thị bên trong. Là, muốn phản ứng hắn sao? Nao đem mực nước niệm lực bóp tại trong lòng bàn tay, chỉ cần la nói một tiếng không, hắn liền sẽ lập tức thiết lập bốn chiều chung cư lối vào. Đón Nao hỏi thăm ánh mắt, La gật đầu, thản nhiên nói: tạm thời nhìn xem tình huống, giả thiết độ hàng cục đội ngũ bị một loại nào đó tồn tại chỗ tập kích, chắc hẳn tính uy hiếp không yếu, có lẽ chúng ta có thể từ người này trong tay thu hoạch tình báo tương quan. Nghe được La quyết định, mọi người cũng không dị nghị. Nếu như La giả thiết thành lập, vậy bọn hắn cũng tại cổ đại trong mê cung, khó đảm bảo sẽ tao ngộ tồn tại bí ẩn kia cho nên cần thiết tiếp xúc một chút trước mắt cái này ngay tại chạy trối chết người. Không trung, giờ lét tầm mắt có chút đung đưa. Nhanh, cũng nhanh. mãnh liệt cầu sinh ý chí, là để hắn chống đến hiện tại thời cơ. Mà bây giờ, cách điểm cuối cùng cũng chỉ thiếu kém mấy hơi thở. Nhưng mà, đã dầu hết đèn tắt thân thể hiển nhiên cũng không còn cách nào vì hắn chi tiêu niệm lực. Tại cách xa nhau gần trăm mét khoảng cách phía dưới, giờ lét phun ra cuối cùng một tia niệm lực, từ không trung rơi xuống dưới. Thấy cảnh này, không cần la phân phó, tại bên cạnh hắn ma chi chính là đưa tay hướng về giờ lét ném ra một cây buộc lên niệm tuyến châm nhỏ sáng bóng trong suốt tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất châm nhỏ trong chốc lát đi vào giờ lét trước người vòng qua lồng ngực quấn quanh tầm vài vòng sau đó ma chi cánh tay hướng về sau kéo một phát lăng không đem giờ lét túng đi qua là kháng lấy bị kéo qua đến giờ lét thao túng lĩnh vực bao trùm hắn đem hắn định tại không trung đồng thời tan mất lực trùng kích giờ lét phí sức chống ra mí mắt nhìn trước mắt mười mấy người từ đầu đến cuối lượng lờ ở trong lòng bên trên cảm giác nguy cơ thối lui một chút, khó nhọc nói, cái kia ma thú nói tới nhân loại, hóa ra là các ngươi. Ma thú. La nhãn thần lạnh lùng. Đinh tị cắn chặt không thả truy kích, cuối cùng không có thể làm cho Jim Carrey một nhóm năm người dọc theo cố định tốt lộ tuyến đào vong. Bọn hắn, trực tiếp bị ép vào kiến trúc nội bộ. Tiến vào kiến trúc nội bộ về sau, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là, chỉ là hơi hô hấp một chút, liền có thể cảm nhận được có vô số trao bụi ở xung quanh người tung bay không biết từ nơi nào thổi qua đến gió, như cùng ở tại bên tai trống rỗng xuất hiện hô hấp, mang theo từng tia từng tia ý lạnh. Trước mắt một mảnh đen kịt, lại an tĩnh giận sôi. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, Jim Carrey năm người sợ phát ra một chút xíu thanh âm, mỗi đi một bước đều mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Ta, ta có thể sử dụng một chút tròn sao? Đầu đinh binh sĩ bảo tiêu xương sống lưng phía trên không ngừng chạy tán loạn lấy hàng ý, đè thấp lấy thanh âm nói ra, ta luôn cảm giác. Đang bị người nhìn xem, ngươi, các ngươi, không có loại cảm giác này sao? Hắc ám bên trong, phản phất có ánh mắt chính rơi vào trên người bọn họ. Chương 1015, tiếng lòng. Tròn rất khó nắm giữ, tuy nói tùy từng người mà khác nhau, nhưng đại đa số niệm năng lực giả đều không thể đem tròn phạm vi mở rộng, thậm chí liền phóng thích đều có độ khó nhất định. thật quả cận tồn ba tên binh sĩ bảo tiêu bên trong, chỉ có cái kia đầu đinh người trẻ tuổi hiểu được sử dụng tròn. Tại không cách nào mở ra nguồn sáng tình huống dưới, hắn đề nghị muốn sử dụng tròn điều tra một chút hắc ám bốn phía đó cũng không phải tâm huyết dân trào mà là hắn cảm giác được rõ ràng hắc ám bên trong có một loại nào đó ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn hơn nữa còn không chỉ một đạo hai đạo kỳ thực tại đặt câu hỏi đồng thời hắn có đang hoài nghi mình có phải là quá mẫn cảm tối thiểu tại đồng đội vẫn chưa trả lời trước hắn cũng không dám khẳng định cảm giác của mình là chính xác ta cũng cảm thấy mà lại rất nhiều ừm nhưng chúng ta tiến đến có một hồi thời gian nếu như nơi này thật có đồ vật đã sớm công kích chúng ta đi Hai gã khác bảo tiêu thân là niệm năng lực giả, đối với phương diện này cũng tương đối mẫn cảm, có thể cảm giác được đến từ trong bóng tối nhiều phần ánh mắt. Câu trả lời của bọn hắn lệnh đầu đinh binh sĩ xác nhận cảm giác của mình, khi từ xương sống lưng dân lên hàng ý càng tăng lên, trong khoảnh khắc lan đến gần toàn thân. Jim Carrey cùng Norman đều là không phải niệm năng lực giả, không có cảm giác được mảy may dị dạng, giờ phút này nghe được ba tên binh sĩ đối thoại, ngược lại sinh ra càng hơn chính đương sự khủng hoảng. Tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón lại 10 phần an tĩnh hoàn cảnh bên trong, như thế nào tình cảnh mới là đáng sợ nhất. Ngươi không biết trong bóng tối có đồ vật gì đang dòng ngó lấy ngươi. Mà khi ngươi biết trong bóng tối có đồ vật đang dòng ngó lấy ngươi lúc, lại không cảm giác được vật kia tồn tại. Nghe không được, cũng không nhìn thấy. Nhưng là, một loại nào đó đủ để uy hiếp bờ được ngươi sinh mệnh đồ vật, liền thiết thiết thực thực ngay tại ngươi chung quanh. Có lẽ, vật kia đang cùng ngươi nhìn nhau, lẫn nhau cách xa nhau chỉ có một bàn tay khoảng cách. Nhưng mà, ngươi đối với cái này nhưng không có mảy may ý thức. Jim Carrey cùng Mân không có năng lực tự vệ, như gặp phải biến cố, hạ tràng cùng kết quả không cần nói cũng biết. Cái trước còn miễn cưỡng có thể duy trì tỉnh táo, cái sau trừ ôm chặt tồn phóng hương thảo lòng thủy tinh, cảm xúc đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Khả năng tại nội tâm chỗ sâu, hắn biết rõ lần này chuẩn bị long trọng độ đi thuyền động sẽ cuối cùng đều là thất bại. Khổng lồ như vậy mà xa hoa đội ngũ, dù cho cầm tới hương thảo thì sao, người còn sống sót chỉ có bọn hắn, có thể xưng là chiến lực người chỉ có ba cái. Chỉ dựa vào bọn hắn, như thế nào xuyên qua kia phiến mang đi mấy trăm cái đội viên sinh mệnh biển cây. Không xuyên qua cây kia biển, liền không trở về được đường ven biển, không trở lại đường ven biển, nói thế nào trở về lục đại lục. Thất bại, lại một lần thất bại, nhân loại, liền thật không có cách nào cầm tới hy vọng à. No mân kia đặt ở lồng thủy tinh bên trên đầu ngón tay trắng bệt, trên mặt sợ hãi mà tuyệt vọng thần sắc, là trong bóng tối đám người chỗ không nhìn thấy. Độ hàng trong lịch sử, mỗi một cái đỉnh thịnh thời đại bên trong nhân loại quốc gia đều là trả giá toàn lực, đối lục địa tối lục tục khởi xướng khiêu chiến, nhưng mà toàn bộ thất bại. Mà lần này độ hàng khiêu chiến hội tụ năm cái đại quốc ngưng tụ ra đến mạnh nhất đội ngũ, nhưng như cũ thất bại, tại cách thành công chỉ có một tuyến xa tình huống dưới thất bại. Đến nay phong tồn tại độ hàng cục trong kho tài liệu lục địa tối văn kiện, phía trên ghi chép từng dãy băng lãnh số lượng. Lần hành động này cũng sẽ biến thành số lượng bị ghi tạc phía trên a. Một cái tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng mới tin số lượng nơi này không phải chúng ta có thể nhúng chàm bất luận một loại nào khả năng đều có thể đem vô số sinh mệnh xem như tiểu côn trùng trên mặt đất trà đạp no mân con mắt chậm rãi trợn to trong con mắt sáng bóng từng bước dần tối lộ ra hết sức trống rỗng thân ở nơi đây trong bóng tối cùng với không biết nguy hiểm nhưng giờ phút này thể xác tinh thần gần như sụp đổ hắn đã triệt để từ bỏ chống cự duy chỉ có kia ôm chặt lồng thủy tinh hai tay có thể còn ký túc một chút xíu không có ý nghĩa hy vọng no mân là một vị lão nhân. Không chỉ chỉ tuổi tác, cũng chỉ hắn tiếp xúc có quan hệ lục địa tối tương quan nghiên cứu thời gian. Thân là một cái muốn dựa vào nghiên cứu mà xác minh cái gọi là hy vọng cùng tai nạn bộ mặt thật nhân viên nghiên cứu khoa học, có thể thích làm gì thì làm đi nghiên cứu hy vọng cơ hội, là hắn một mực chỗ tha thiết ước mơ. Bởi vì biết rõ quốc gia cường đại, cho nên dù là rất rõ ràng tai nạn uy hiếp ở hạng mức cao nhất, hắn cũng từ đầu đến cuối tin chắc nhân loại một ngày kia sẽ công lược lục địa tối, giống như hiện tại lục đại lục đồng dạng. Nhân loại A, lẽ ra quân lâm chuỗi sinh vật đỉnh tùy ý hưởng thụ lấy chuỗi sinh vật bên trong tất cả có thể mang đến ích lợi sự vật nhưng là hiện tại hắn ý thức được một mực thâm tàn ở trong nội tâm ý nghĩ quá ngây thơ không sai lục địa tối vốn là chiếc hộp pandora nhân loại liền mở hộp ra năng lực đều mười phần khiếm khuyết chớ nói chi là nhúng chàm chúng ta ở đây quá nhỏ bé thực sự quá nhỏ bé no mân khóe môi hơi nhúc nhích ở trong lòng tự mình lẩm bẩm gần như sụp đổ hắn hoàn toàn không biết cổ đại thành phố mê cung bên trong một cái khác chi nhân loại đội ngũ, không chỉ có ở chỗ này cầm tới hơn 400 lá hương thảo, còn đem đầm lầy chi địa đã thành thục lúa nitro đều hái xuống. Đang lúc no mân nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú lúc, ba tên binh sĩ tại chậm rãi hướng vào phía trong chuyển tiến trong lúc đó thương lượng một chút, cuối cùng quyết định để đầu đinh binh sĩ phóng thích tròn dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh. Tại sao lưng có ma thú truy binh điều kiện tiên quyết, tại trong bóng tối phóng thích tròn, rất dễ dàng bại lộ tự thân vị trí. Thế nhưng là, vì tìm kiếm an tâm, cũng vì xác minh trong bóng tối ánh mắt nơi phát ra, bọn hắn vẫn là quyết định sử dụng tròn. Đầu đinh binh sĩ ngưng thần định khí, thao túng che ở bên ngoài thân niệm lực, tưởng tượng thấy mình ngay tại thổi bong bóng, đem niệm lực thổi ra màn ánh sáng, hướng phía bốn phía khuếch trương. Loại này đối điều khiển yêu cầu cực kỳ hà khắc kỹ xảo, muốn hoàng mỹ nắm giữ xác thực gian nan. Đầu đinh binh sĩ có thể sử dụng tròn, lại cần sức tưởng tượng đến phụ trợ. Bởi vậy vừa đến, tại sử dụng tròn trong quá trình, hắn là vô cùng yếu ớt. Tròn màn ánh sáng thấm qua hắc ám, hướng ra ngoài chậm rãi đẩy tới. Quan mang kia, là Jim Carrey cùng no mân chỗ không nhìn thấy, nhưng tại hai gã khác niệm năng lực giả binh sĩ trong mắt, lại như là trong bóng tối ánh đèn đồng dạng, vô cùng dễ thấy. Thế nào? Có dò xét đến cái gì sao? Cổng no mân tên lính kia hạ giọng khẩn trương hỏi, kỳ thật hắn hy vọng đầu đinh binh sĩ có thể nhanh lên dò xét kết thúc, sau đó thu lại tròn, tránh cho bị truy kích mà đến ma thú phát giác được. Tạp vật, cái bàn, ngăn tủ, rất nhiều. Bình đầu đinh binh sĩ ngũ quan xoắn suýt cùng một chỗ, cố gắng phân tích rõ lấy tròn chỗ phản hồi về đến hình thể. Ngắn mũi 10 giây dò xét thời gian, liền để hắn ngoại phóng tròn có sắp dấu hiệu hỏng mất. Tin tức tốt là, hắn tạm thời không có phát hiện một loại nào đó sinh vật hoặc là sắp xỉ nhân loại Brion ký sinh thể hình thể. Còn chưa kịp may mắn, ba tên lính thân thể đều là chấn động. Làm tròn màn ánh sáng chậm chạp lướt qua tà trắc phía trước lúc, mấy chục đạo nhắm lại khóe mắt. Cứ như vậy tiếp lấy một chút bạch quang, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú bọn hắn cổ đại thành phố mê cung nào đó tòa nhà bức tường kiến trúc mái nhà giờ lét bị ma chi niệm tuyến kéo đến mái nhà khi nhìn đến la nhất người đi đường về sau chỉ nói ra một câu liền mất đi ý thức dạng này lập tức để la khó làm hắn còn muốn từ giờ lét trên thân hỏi ra tình báo chắc chắn như thế không thể chờ giờ lét tự nhiên thức tỉnh lão bạch ngu giả thủ đoạn chỉ có đụng đại vận khả năng gọi ra đại thiên sứ khí tức để giờ lét nháy mắt khỏi hẳn bằng không liền phải mài thật dài thời gian cho nên muốn giờ lét lập tức tỉnh lại cũng chỉ có đốt tiên thảo cùng địa y. Hiện nay đốt tiên thảo hàng tồn ít đến thương cảm, làm bảo mệnh dùng đạo cụ, tự nhiên không có khả năng dùng tại giờ lét trên thân. Nếu như là địa y, cũng có thể cân nhắc một chút. Chương 1016, Cường Đại Địa y là trân quý vật tư, có thể khôi phục một chút thương thế cùng nháy mắt bổ sung niệm lực, đối thăm dò lục địa tối tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có điều, là từ cá voi đảo vơ vét đến địa y trải qua gia công về sau, số lượng không ít. Mặc dù như thế, tại thăm dò lục địa tối trong khoảng thời gian này là ý nghĩa chính là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới có thế không cần địa y cũng không cần dùng dù sao trong đội ngũ có biscuit nào lão bạch cái này ba cái cường đại phụ trợ tổ hợp năng lực bởi vì hàng tồn số lượng khả quan la tại đến tục cùng muốn hay không đối giờ lét sử dụng địa y cân nhắc phía trên cũng không do dự quá lâu hắn gọi đến hắc miêu để hắn lấy ra địa y để cho tiện phục dụng địa y đều bị gia công thành bóng bàn lớn nhỏ diện tích là đón lấy hắc miêu đưa tới bóng bàn lớn nhỏ địa y nắm ở trong tay chung quanh các đội hữu ánh mắt tại la hòa giữa lét trên thân lưu chuyển khi nhìn đến la lấy ra địa y về sau liền minh bạch la đối thu hoạch tình báo có tác dụng trong thời gian hạn định tính nhu cầu ưu tiên tại chiến thuật vật tư địa y la cúi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất toàn thân đẫm máu mà ngất đi giờ lét dừng một chút đưa trong tay địa y xếp thành hai nửa đám người im lặng nhìn xem la trước một giây bọn hắn còn cảm thấy la có chút hào phóng một giây sau, La hướng bọn hắn hiện ra cái gì gọi là keo kiệt. Quy hắn. La đem bẻ gãy một nửa địa y đưa cho Hắc Miêu. Hắc Miêu cầm qua địa y, nhảy đến giờ lét trước mặt, thủ đoạn rất thô bạo đem địa y nhét vào giờ lét miệng bên trong, đồng thời đưa tay vỗ một cái giờ lét gương mặt, để kia địa y càng nhanh trượt xuống đến dạ dày bên trong. Địa y hiệu quả rất nhanh, giờ lét phục dụng sau đó không lâu, trên thân rất nhiều vết thương chảy máu tốc độ rõ ràng bị ức chế ở, trong cơ thể chỗ khô kiệt niệm lực cũng trong khoảnh khắc đạt được bổ sung. Thương thế vẫn nặng nhưng niệm lực được bổ sung. Thế là, ngắn ngủi mấy phút, giờ lét chậm rãi mở mắt. Từ té xỉu đi qua đến tỉnh lại, chẳng qua liền vài phút thời gian. Đây chính là niệm lực đối niệm năng lực giả tầm quan trọng. Ta. À. giờ lét trợn đến một nửa mí mắt bỗng nhiên chống đến cực hạn, vừa bổ sung niệm lực thuận rộng mở tinh lỗ phóng xuất ra, ngay sau đó, hắn kéo lấy tràn đầy thân thể trọng thương, mạnh mẽ lật lên thân thể, một nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Mọi người cũng không có bị giờ lét đột nhiên động tác bị dọa cho phát sợ, nhưng tối thiểu cho tôn trọng, đều là ở vào có thể tùy thời chế trụ giờ lét dáng vẻ. Bởi vì, giờ lét chỗ phóng xuất ra niệm lực là không thể kinh thường, hơn nữa còn là tại trọng thương tình huống dưới. La Kháng lấy giờ lét phản ứng quá độ cử động, liền minh bạch tạo thành giờ lét cái này bộ dáng chật vật kẻ cầm đầu trong lòng hắn lưu lại bao lớn bóng tối. Ngươi là lấy đào vong làm mục đích mới mạo hiểm chạy vào a. Nói cách khác, phía sau ngươi là có truy binh, mà ngươi bây giờ động tác này, liền kém đối truy binh hô to ta ở đây. La ánh mắt lướt qua bị giờ lét nắm ở trong tay kỳ dị cây gậy khi từ lỗ thoát khí bên trong như hơi nước tiếp tục phun ra niệm ba bị hắn nhìn ở trong mắt lấy thị lực của hắn rõ ràng nhìn ra kia niệm ba bản chất là trải qua giờ lét khí chuyển hóa mà đến bởi vậy có thể sơ bộ suy đoán ra giờ là hệ biến hóa niệm năng lực giả nghe được la giờ lét thần sắc khẽ biến mặc dù không rõ ràng tự thân thương thế vì sao chuyển biến tốt đẹp niệm lực đã tiêu hao sạch sẽ thân thể lại là bởi vì cái gì mà khôi phục nhiều như vậy niệm lực không rõ nội tình nhưng giờ Lét biết trong này biến hóa khẳng định cùng trước mắt một nhóm người này có quan hệ. Bá. Giờ Lét nhanh chóng thu hồi niệm lực, nháy mắt tiến vào tuyệt trạng thái, dùng cái này mau chóng khôi phục thể lực đồng thời, nhìn hướng la một đoàn người trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Thật có lỗi, là ta thất thố. Thanh âm của hắn hết sức trầm thấp, có ý thức đem tự thân bày ở yếu thế một phương. Hiện tại xin lỗi cũng muộn, nhờ hồng phúc của ngươi, lại dẫn tới một nhóm Brion. Công ta ngoài miệng không lưu tình một chút nào, lúc nói chuyện nhìn về phía một chỗ phương hướng. Tại hắn niệm lực điều tra trong vòng, có một nhóm Beryon từ bức tường kiến trúc nội bộ bên trong ra tới, hướng về bọn hắn vị trí mà đến, hiển nhiên là bị led vừa rồi bộc phát ra niệm lực hấp dẫn. Tôn Ba nhắc nhở, mọi người đều là tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân là người ngoài led nhìn xem một màn này, không khỏi xem trọng tướng mạo thường thường Tôn Ba, ở trong lòng thầm nghĩ, điều tra hình niệm năng lực giả à. Ta biết các ngươi. So với mọi người ở đây, Jolev cũng không có đi chú ý sắp đột kích Beryon. Ồ, lão Bạch có chút ngoài ý muốn, đang chuẩn bị hỏi thăm ra, ngươi là thế nào biết ta sao? Nhưng mà, giờ lét câu nói tiếp theo để lão Bạch kém chút bị mình cho nghẹn chết. Giết chết kiến Chimera kiến vương la, còn có. Thế giới ngũ đại niệm năng lực giả một trong kim. Giờ lét nhìn chầm chầm la hòa kim, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, mặc dù rất không đúng lúc, nhưng trước mắt nguy hiểm nhất không phải đô thị bên trong Brion, mà là tập kích đội ngũ chúng ta ma thú. Hắn không có dư thừa công phu đi truy đến cùng la đội ngũ vì sao ở đây hắn lời nói để lực chú ý của chúng nhân chết đi đến trên người hắn ma thú sao la nhãn kiểm cục xuống nghĩ đến cái gì tập kích ma thú của chúng ta tổng cộng có 5 cái không chỉ có sẻ niệm liền cao đẳng niệm lực kỹ xảo cũng nắm giữ được rất thành thạo đội ngũ của chúng ta giờ lét trắng chặt dính đầy máu tươi răng thanh âm hơi có vẻ khàn khàn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chỉ có ta sống xuống tới mà lại mục tiêu của bọn hắn là các ngươi nói tới chỗ này thời điểm giờ ánh mắt tụ tập tại la trên thân hắn biết la là chi đội ngũ này người phụ trách mà hắn càng muốn biết tại sao tới tập ma thú mục tiêu là la bọn hắn kim bọn hắn nghe được giờ lết đều là một mặt kinh ngạc mục tiêu là chúng ta la nhíu mày mơ hồ có suy đoán trong mắt lúc này hiện lên một tia sáng lạnh ngay sau đó hắn đối đầu giờ lết kia phức tạp mà không rõ ánh mắt thản nhiên nói ngươi đây là tại vấn trách sao không chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi mau chóng chạy khỏi nơi này bởi vì tập kích đội ngũ chúng ta ma thú phi thường cường đại. Giờ lét nắm chặt thiền côn, dùng sức quá độ cũng không sao, mặc cho bắt đầu trên cánh tay máu tươi chảy ngang. Hắn tại mất đi ý thức tình huống dưới, tiếp nhận đến từ la đám người cứu chữa. Cho nên, dù là hắn rất muốn lập tức thoát đi nơi đây, cũng phải chờ la nhất người đi đường chạy trước, hắn mới có thể khởi hành. Là như thế nào ma thú? La đột nhiên hỏi. Giờ lét đôi mắt khẽ rung lên, nên hướng la kia ánh mắt hỏi thăm, trầm giọng nói, bây giờ nói những cái này không có ý. Trả lời vấn đề của ta. La đánh gãy giờ lét lời kế tiếp. Giờ lét kinh ngạc nhìn xem la sở trưởng phát ra khí thế, há to miệng, trả lời, đã thương ta là một cái tinh tinh mặt ma thú, hắn xương ngón tay rất đột xuất, am hiểu tấn công chính diện, hẳn là hệ cường hóa, mặt khác bốn cái. Sau đó, giờ lét lại một lần bị la đánh gãy. Hóa ra là quen biết đã lâu, khó trách sẽ hướng chúng ta đến. La cười lạnh một tiếng về sau, cầm lấy kia bẻ gãy nửa mảnh địa y, nửa ngậm tại trong mồm. Quen biết đã lâu. Giờ lét một mặt ngây ngốc là, là tên kia a Tôn ba ngưng trọng nói. Hơn phân nữa là. La cắn nát địa y nuốt vào trong bụng, hướng về kiến trúc mái nhà biên giới đi đến, trên thân hiện ra rất nhiều niệm lực, lệnh tóc cùng vạt áo không gió mà bay. Theo ta được biết, thủ vệ nhất tộc ma thú cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại, nhiều nhất, cũng chỉ có thể mượn nhờ một loại nào đó tai nạn đến tiêu diệt chúng ta, nhưng bây giờ rõ ràng không giống. Nhưng không quan trọng, thăm dò lục địa tối phải qua trên đường, khó tránh khỏi là phải xử lý hắn. La toàn vẹn không có để ý chấn kinh đến tột đỉnh giờ lét, mà trong đội ngũ những người khác là người biết chuyện, trải qua La, rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì. Ngay vào lúc này, lúc trước bị giờ lét dẫn tới du đảng hình Brion từ mặt đất bắn ra lên không, ánh vào đám người tầm mắt. Nhóm này đột kích Brion số lượng vượt qua trăm cái, cơ bản đều là hình người. Vốn là có thể chôn xuống mai phục, được rồi. La tự nói một tiếng, Bạch Ngọc tướng quân tại sau lưng hiện hình, khi từ niệm lực chỗ tạo thành trường đao, bỗng nhiên ở giữa vạch phá bầu trời, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, chém ở lên không mà đến Brion nhóm. Tại giờ lét con ngươi rụt lại phía dưới, cái kia đột kích Brion nhóm trực tiếp bị Bạch Ngọc tướng quân trảm kích chỗ phá hủy thành cạn bã. Oanh! Trảm kích như thế, mang theo Brion cạn bã nát, lan đến gần bầu trời phương xa. Là cái này. Giờ lét. Chương 1017, Kinh dị. Chỉ dùng một đao, la liền đem đột kích trên trăm cái Brion giải quyết hết. Có điều, cũng tiêu tốn hắn vừa mới nát nửa mảnh địa y mang đến niệm lực hồi phục mà một đao kia tạo thành uy thế, khó tránh khỏi kinh động thành phố mê cung bên trong Jim Carrey một đoàn người, cùng tiến vào mê cung truy kích tàn binh cổ trảo chờ ma thú. Truyền tống mà đến ma thú tổng cộng có 5 tên, tại phá hủy độ hàng cục cứ điểm về sau, một trước một sau tiến vào thành phố mê cung bên trong. Trong đó, duy nhất nữ tính ma thú đinh tị đang truy kích Jim Carrey bọn hắn, mà đổi thành bên ngoài bốn cái ma thú cũng không có kịp thời đuổi theo, khi tiến vào đô thị sau ngược lại là đi vòng đuổi theo đào vong Giờ Lét. Giờ Lét toàn thân đẫm máu, thương thế không nhẹ, huyết dịch lưu lại xuống tới vết tích, hương vị, đều có thể vì ma thú cung cấp manh mối. Vừa rồi trước đây không lâu, bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ tại thành phố mê cung bên trong đi vào. Tại bọn hắn cách giờ lét rơi xuống chi địa vẫn có một khoảng cách lúc, đột nhiên cảm thấy được giờ lét tỉnh lại lúc chỗ bộc phát ra niệm lực chấn động cùng địch ý. Cứ việc truyền đến bọn hắn nơi này thời điểm 10 phần yếu ớt, nhưng cũng coi là chỉ rõ phương hướng. Sau đó, bọn hắn duy trì lấy cao tốc tiếp tục hướng về giờ lét vị trí mà đi, ngay sau đó, là nhất đao trảm diệt trên trăm cái Brion động tỉnh kinh động bọn hắn. Bọn hắn trong lòng lập tức động lại, chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm khí mang theo rất nhiều huyết nhục cặn bã, từ đỉnh đầu phía trên thiên không nhanh chóng xẹt qua. Loại này cường đại công kích, hiển nhiên không phải cái kia nỏ mạnh hết đà nhân loại có thể sử dụng đến, nói cách khác. Là nhân loại kia. Thằng làng mặt ma thú đưa lưỡi dài, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chúng ta mục tiêu của chuyến này. Giống như cách không xa. Quy, cổ trảo, tên kia dường như khó đối phó. Các ma thú nhìn về phía cổ trảo, nhận định phóng xuất ra kiếm khí người, chính là bọn hắn chuyến này muốn đi qua càng quét uy hiếp bờ, la. Cổ trảo nhìn chầm chầm kiếm khí xẹt qua thiên không, lạnh lùng nói, nếu như dễ dàng đối phó, phụ trách đến quét dọn uy hiếp bờ không phải là chúng ta. Nói cũng phải. Một sói tính đặc thù ma thú cười toe toét răng nanh nói. Cổ trảo thu hồi nhìn về phía thiên không ánh mắt, đi hướng vách tường, nói ra, uy hiếp bờ chỗ đã rõ ràng, trực tiếp lên lầu chót. Mặt khác ba tên ma thú thấy thế, im ắng đi theo sự tự tin mạnh mẽ tâm, lệnh cổ trảo khinh thường đi làm một chút trộn đạo cử động. Nguyên bản địch sáng ta tối, có thể vụng trộn sờ qua đi, nắm giữ đến quyền chủ động. Nhưng cổ trảo cũng không có làm như thế. Bốn cái ma thú nhảy lên một cái, mũi chân thảm vào cứng rắn trong vách tường, cứ như vậy đạp bên trên mê cung kiến trúc mái nhà. Khi bọn hắn đi vào mái nhà thời điểm, liền ngay lập tức tiếp nhận đến từ la nhất người đi đường chú một lễ. Đôi bên đều là ngay lập tức chú ý tới đối phương. Loại thuyết pháp này trên thực tế là sai, bởi vì tại ánh mắt giao xúc trước đó, đôi bên đều biết vị trí của đối phương. Là nơi này, là căn cứ giờ lét nhắc nhở cùng tôn Ba điều tra vòng. Ma thú nơi đó, là căn cứ giờ lét bột phát ra niệm lực chấn động cùng la công kích Brion một đao kia. Đôi bên, cứ như vậy tại cách xa nhau hơn ngàn mét xa kiến trúc mái nhà phía trên không hẹn mà gặp. Chỗ cách xa nhau khoảng cách rất xa, nhưng lẫn nhau đều thấy rõ thân phận của đối phương. Tại ma thú lộ diện trước đó, La sớm đã thu hồi Bạch Ngọc tướng quân, đồng thời để nâu thiết lập cửa ra vào, đem không phải nhân viên chiến đấu đưa vào bốn chiều trong căn hộ, mà lưu lại đội viên chỉ có 6 cái. Theo thứ tự là La, Kim, Biscuit, Sidaji, Uvogin, Nobuna. Mà sinh ra lui e sợ ý tứ giờ cũng lưu lại, hắn ý nghĩ trên bản chất vẫn là rất đơn giản, đó chính là La bọn hắn không lùi, vậy hắn cũng không thể lui. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại rất muốn biết. La chi đội ngũ này nội tình. Vì sao nhận biết tập kích cứ điểm ma thú, cùng. Giờ lét giơ tay lên, nhìn xem lưu lại một chút mùi ngón cái cùng ngón trỏ. Hơn 10 giây trước, hắn phục dụng la đưa tới một mảnh địa y, tại cảm nhận được hiệu quả về sau, lập tức minh bạch la nhất người đi đường cứu chữa chính mình thủ đoạn, mà lại thông qua mỗi người đều nuốt một mảnh cử động đến xem, hàng tồn dường như không ít. Cứ việc la không có để lộ ra nửa điểm cây này da giống như đồ vật tin tức, nhưng giờ lét rất khẳng định, điều này có thể cấp tốc khôi phục niệm lực đồ vật, nhất định đến từ lục địa tối. La đứng tại kiến trúc biên giới chỗ, ngắm nhìn phương xa bốn cái ma thú, bình tĩnh nói, Muốn tại lục địa tối thăm dò, liền nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là muốn tới giải quyết hết chúng ta. Kim cười nói, "Ừm, ta đối bọn hắn cũng không lý giải sâu, nhưng khi đó cái kia muốn lợi dụng tai nạn xử lý ma thú của chúng ta từng nói qua, nếu như không phải trở ngại quy tắc, đã sớm xử lý chúng ta." La ánh mắt tụ tập tại chính hướng phía bên này di động qua đến bốn tên ma thú trên thân, theo khoảng cách rút ngắn, ánh mắt thì tập trung ở tinh tinh mặt cổ trảo trên thân. Cái kia kém chút lợi dụng khô héo xử lý ma thú của bọn hắn, chính là hóa thành tro, La cũng nhận ra được. Có lẽ, kia Tinh Tinh mặt ma thú nói tới quy tắc đã có chút biến động, cho nên bọn hắn mới có thể chủ động xuất kích. Kim đã sớm nghe La nói qua phương diện này sự tình, nói ra, mặc dù không rõ ràng đối phương động cơ, nhưng một trận chiến này là chuyện sớm hay muộn, ngươi không chết thì là ta vong. Đúng. La sờ lấy cánh tay trái, lãnh đạm nói, ta còn tìm nghĩ lấy đem thứ này trả lại đâu. Biscuit nghe vậy nhắc nhở, chớ làm loạn nơi này cũng không thích hợp ta có chừng mực mà lại ta tin tưởng cái kia tinh tinh mặt đến có chuẩn bị dù sao cái này tai nạn chính là hắn đút cho ta là hắn hẳn là có ứng đối phương pháp la thả tay xuống chậm rãi phóng xuất ra niệm lực nói ra mặc dù ta hiện tại có thể vững vàng khống chế lại khô héo nhưng tóm lại tựa như một cây châm đâm vào trên cánh tay đồng dạng có thế như vậy giải quyết cớ sao mà không làm ngươi sẽ không phải là muốn đem khô héo dán đến ma thú trên mặt a à. biscuit mở to hai mắt có tính toán này La nói. Nghe thật có ý tứ. Kim khẽ cười một tiếng. Cái gì, cái gì? Các ngươi muốn làm chuyện kích thích sao? Kích động Uvogin chặn ngang một chân. Nobuna khẽ lắc đầu, nhưng không có bọn hắn mấy người này tốt như vậy tâm tính, từ đầu đến cuối, lực chú ý đều tập trung ở cấp tốc dựa đi tới ma thú trên thân. Giờ Lét nói không sai, đột kích mấy cái này ma thú tất cả đều là quái vật, so trước kia giao thủ qua kiếm Chimera còn cường đại hơn. Một đao chém không ra, nguy hiểm chính là ta. Nobuna lặng yên suy nghĩ. Giờ lét trầm mặt nghe la bọn hắn, trong lòng lặng yên nhất lên cơn sóng gió động trời, lại nghi hoặc là càng ngày càng nhiều. Tai nạn, khô héo, ma thú cùng la ở giữa liên hệ. Một nhóm người này, đến cùng đã làm gì? Chẳng lẽ, bọn hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới lục địa tối? Càng nghĩ kỹ lại, giờ lét tâm tình liền càng thêm phức tạp. Ngàn mét khoảng cách, đối tính cơ động rất mạnh ma thú mà nói cũng không tính cái gì, cũng liền một hồi thời gian sự tình, chỉ có điều ma thú mặc dù tự tin, lại sẽ không quá mức lỗ mãn. Bọn hắn tốt xấu cho La Nhất định tôn trọng, cho nên hướng phía La Nhất người đi đường dựa đi tới thời điểm, giống như là là chậm rãi tới gần, mà không phải bằng nhanh nhất tốc độ tới gần. La nhìn chầm chầm sông lên phía trước nhất tinh tinh mặt, cười lạnh về sau, nói ra, Biscuit, chắc hẳn chờ chút tình cảnh sẽ rất thú vị đi. Biscuit nghe vậy che che cái tráng, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Nàng biết La chờ xuống muốn đem phong tồn nơi cánh tay bên trong khô héo lấy ra, sau đó vứt cho đột kích mấy cái ma thú. Tử chỉ này có tương đương nguy hiểm, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, là trong lòng một mực tùng phóng một nguồn ác khí, đó chính là lúc trước cổ trảo kém chút diệt đi bọn hắn sự tình. Khi đó, nàng cách chết chỉ có kém một đường. Đến nay, nàng đều quên không được la cứu nàng lúc thần sắc. Khi là cực kỳ nghĩ mà sợ. Mà bây giờ, la hiển nhiên là muốn xuất này nguồn ác khí. Tại lần thứ hai đến lục địa tối trước đó, bao quát nàng ở bên trong người biết chuyện, đều rõ ràng đường đi bên trong miễn không được sẽ còn gặp phải thủ vệ nhất tộc quấy nhiễu. Chẳng qua là bây giờ xem ra, chính như là sở trưởng nói, thủ vệ nhất tộc xác thực có một ít biến hóa, từ đối phương lạnh lùng xử lý độ hàng cục đội ngũ cử động đến xem, đã không phải là đơn thuần quấy nhiễu. Hiện tại, hiển nhiên càng là vì lấy mạng của bọn hắn, mới có thể cố ý đuổi tới nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương hẳn là có giám sát bọn hắn động tĩnh năng lực, chỉ cần dọc theo ý nghĩ này suy tư xuống dưới, liền sẽ liên tưởng đến rất nhiều thứ. Thế nhưng là lấy dưới mắt loại tình huống này, không phải do bọn hắn suy nghĩ nhiều còn có một cái ma thú không biết ở nơi nào, chẳng lẽ? Giờ lét thấp giọng tự nói, hắn nghĩ tới tại cứ điểm binh sĩ yểm hộ kiềm chế phía dưới chạy mất 10 cái đồng đội, bên trong liền có Jim Carrey cùng No Mân, cùng từ đô thị bên trong vào tay hương thảo. Chẳng lẽ bọn hắn thành công chạy thoát, mà trong đó một cái ma thú ngay tại truy kích bọn hắn? Chỉ cần truy kích ma thú không cùng trước mắt cái này bốn cái ma thú tụ hợp, không liền nói rõ Jim Carrey bọn hắn có khả năng còn sống. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua la, ánh mắt có chút lóe ra loại tình huống này, hắn lẽ ra cấp tốc đi xác nhận Jim Carrey mấy người hiện huống, nếu như Jim Carrey bọn hắn còn sống, lại hương thảo cũng không có mất đi. Nếu là có hắn kịp thời viện trợ, có thể độ hàng cục lần này hành động, vẫn có thành công khả năng. Tại sắc cùng ma tay khe hở bên trong, giờ lét tâm tư hoạt lạc. Thế nhưng là, mặc dù hắn minh bạch hiện tại lập tức thoát đội đi tìm Jim Carrey bọn hắn là lựa chọn chính xác nhất, nhưng tự thân xử sự nguyên tắc không cho phép hắn làm như thế. Tiếp nhận la cứu chữa, lại tiếp nhận la mảnh thứ hai địa y. Nếu như như vậy chạy mất, dù là thu hoạch đến mục tia thành công khả năng, cũng sẽ ở đây mất đi bản thân. Hy vọng, ta sẽ không hối hận. Giờ lép dùng sức nắm chặt thiền côn, ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm cái kia nghiền ép hắn tinh tinh mặt ma thú. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. 1.000 m, 90 m, 500 m, 400 m. Cho đến ma thú bước vào khoảng cách 300 m về sau, la bỗng nhiên động, dưới chân đạp một cái, thân thể lăn không mà lên, dẫm lên không khí hướng về ma thú mà đi. Kim bọn họ cũng đều biết la chờ chút muốn làm cái gì, cũng liền tùy ý la nhất người trước lao ra. Dạng này thật được không? Giờ lét đối với chi đội ngũ này nhận biết vẫn có khiếm khuyết, nhịn không được đưa ra lo nghĩ. Uvogin liếc mắt nhìn hắn, rất không khách khí nói, la là trong chúng ta mạnh nhất, cho nên chúng ta tính nhiệm hắn thực lực cùng lựa chọn, ngược lại là ngươi, lúc trước chiến ý hoàn toàn không có, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dọa đến chạy mất. Nghe Uvogin kia không khách khí, dù là Giờ lét thực lực mạnh hơn Uvogin, cũng là không hề tức giận càng không có đi phản bác. Hắn nhìn chầm chầm la lăng không mà đi bóng lưng, đột nhiên sinh ra một chút chờ mong. Từ la bọn hắn trò chuyện đôi câu vài lời bên trong, hắn bao nhiêu biết một ít tin tức, ví dụ như thủ vệ nhất tộc cũng không phải là đơn thuần người dẫn đường, mặc dù biết không ràng buộc dẫn đạo nhân loại tiến về lục địa tối, nhưng cũng sẽ tại lục địa tối bên trên đối với nhân loại phát động công kích. Dù cho biết điểm ấy, cùng ma qua tay về sau, giờ lét còn thừa lại cảm nhận, thì là, bất lực. Hắn tự nhận mình thực lực cũng không yếu, đủ để xếp tại thế giới danh sách năm vị trí đầu, nhưng chủng tộc ở giữa thiên nhiên khác biệt, để hắn tại ma thú trên thân cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Đương nhiên, sẽ cho rằng nhân loại như muốn chiến thắng cường đại ma thú, cũng chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng, mà chỉ bằng vào cá thể chất lượng, là không cách nào chống lại. Thế nhưng là, hắn lại tại la nhất người đi đường trên thân cảm nhận được khó mà tin nổi tự tin. Một bên khác, lấy cổ trảo cầm đầu ma thú, khi nhìn đến la một thân một mình lao ra lúc, đều là lộ ra băng lãnh sát ý. Cuối cùng là cầm tới cơ hội này, nhân loại các ngươi, liền không nên tiến vào lục địa tối, ngoan ngoãn sống ở lòng chim bên trong mới là các ngươi chuyện phải làm, dù sao về sau, các ngươi tới một cái, ta liền giết một cái. Cổ trảo toàn thân phun lộ ra kinh khủng niệm lực cùng sát ý. Nhất là kia cực đoan sát ý, bị niệm lực chỗ tăng phúc, hình thành đủ để chấn nhiếp phổ thông niệm năng lực giả khí tràn. Nhưng mà, cổ này khí tràn đánh vào la trên thân lúc, liền một điểm gợn sóng đều không có hưng khởi, ngược lại là khí tràng như thế lệnh mái nhà phía trên uvogin bọn hắn vô ý thức thần kinh căng thẳng la phong kinh vân nhạc thừa nhận đến từ cổ trảo khủng bố khí tràng tại giữa lẫn nhau khoảng cách chỉ còn lại khoảng 150 trăm m khoảng cách lúc nói ra ta còn muốn lấy muốn như thế nào tìm tới ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa thật sự là tạ ơn la sở trưởng nói lời lệnh hiểu được tiếng thông dụng cổ trảo trong mắt hàng ý càng tăng lên sau đó bao quát cổ trảo ở bên trong bốn cái ma thú đều là chú ý tới la cử động chẳng lẽ là cổ trảo con ngươi co rụt lại. La cũng sẽ không đi chú ý cổ trảo mấy cái ma thú phản ứng, gọn gàng mà linh hoạt triệt tiêu cánh tay trái bên trên thần tự, chợt từ đó đem khô héo lấy ra, lấy lĩnh vực bao trùm, hình thành trứng chim cút lớn nhỏ đen như mực châu thể. Dù là còn không có chính thức phóng xuất ra, liền đã tản mát ra khí tức nguy hiểm. Nhìn xem La khống trong lòng bàn tay mực châu, cổ trảo trên mặt của bọn hắn đều là hiện ra kinh dị cùng khó mà tin nổi thần sắc. Ngươi vậy mà, có thể khống chế lại. Cổ trảo trên người sát ý bỗng nhiên một tiếc, dù cho kia mực châu còn không có nở rộ, hắn cũng nhận ra lai lịch, cũng chính là lúc trước hắn đút cho la tai nạn. Trái lại cái khác ba cái ma thú, tự nhiên cũng nhận ra được. Biết được kia tai nạn nội tình bọn hắn, chấn kinh tại la có thể khống chế tai nạn một màn này. Nhìn xem các ma thú phản ứng, la cười lạnh, lơ lửng ở không trung, lập tức đưa tay ném một cái. Bị áp súc tại lĩnh vực bên trong khô héo hóa thành một đạo màu đen phong mang, hướng phía cổ trảo bốn cái ma thú mà đi. Hưu bao trùm khô héo lĩnh vực tròn màng đột nhiên vỡ ra vô số đầu dây sắt trùng cành cây nhỏ từ đó chui ra đón gió mà lớn dần che ngập bầu trời chụp vào các ma thú khô héo bị ma thú trên thân khỏe mạnh sinh mệnh lực hấp dẫn các ngươi thối lui cổ trảo hét lớn một tiếng trên gương mặt nổi lên từng cái từng cái thô gân đồng thời từ trên phần bụng lông tóc bên trong móc ra một cái hình chữ thập vật vậy mà có thể làm được loại tình trạng này có thể đem cái kia thành thuộc thể áp chế đến ấu sinh thể còn có thế khống chế tự nhiên ta sai triệt để sai. Lúc trước, nên kiên quyết một điểm, đem trước mắt gan này lớn làm bậy nhân loại xử lý. Giờ này khắc này, cổ trảo nắm chặt trong tay chi vật, đầy bụng phẫn nộ sau khi, thì có một tia may mắn. Trước mắt cái này nhân loại, sau cái kia thân ở mặt địa nhân loại càng có bi hiếp bờ. May mà hắn đến, ngay ở chỗ này xử lý cái này nhân loại. Bằng không, lục địa tối duy trì vô số năm tháng cân bằng, có lẽ sẽ hủy ở trước mắt cái này nhân loại trong tay. Chương 1018, Phẫn nộ Thủ vệ nhất tộc coi trọng điểm chú ý hai nhóm nhân loại theo thứ tự là đã tại lục địa tối đợi mấy trăm năm Donfiet cùng mấy năm trước đăng lục lục địa tối la nhất người đi đường. Trong hai cái, thủ vệ nhất tộc trọng điểm chú ý Donfiet, bởi vì Donfiet là độ hàng trong lịch sử đặc thù nhất một nhân loại lợi dụng trường thọ thực phẩm lúa Nitro cùng có thể trị bách bệnh hương thảo. Mấy trăm năm qua một mực sinh động tại lục địa tối bên trên, cứ việc Donfiet vẫn luôn rất an phận, chưa từng làm ra bất luận cái gì khác người cử động, thậm chí có thể nói là một giữ nghiêm quy tắc lữ khách, nhưng thủ vệ nhất tộc đầu tiên nổi lên mục tiêu vẫn là Don Fried. Kết quả là thảm bại, có thể thủ cửa nhất tộc trên thực tế rất rõ ràng Don Fried là tương đối ổn định uy hiếp, mà bây giờ, là sở trưởng bày ra cử động, lệnh cổ trảo mấy cái ma thú ý thức được la là so với Don Fried mà nói càng cần hơn đi coi trọng uy hiếp. Cổ trảo nắm bắt trong tay hình chữ thập vật, ánh mắt băng lãnh nhìn chầm chầm che ngợp bầu trời mà đến tai nạn, trong lòng phẫn nộ tại la thân là chỉ là kẻ ngoại lai lại dám can đảm như thế làm ẩu phẫn nộ mà tản ra nghiêm nghị sát ý hắn, hoàn toàn không nghĩ tới cái này tai nạn chính là lúc trước hắn nhét vào la nơi đó. Từ mực châu bên trong chui ra dây sắt trùng giống như nhánh cây bỗng nhiên ở giữa hóa thành đâm tại trong đất rậm rạp rễ cây, mục tiêu nhắm thẳng vào cổ trảo, mấy cái khác ma thú tại cổ trảo lên tiếng về sau, quả quyết lui lại. Bọn hắn biết cổ trảo trong tay vật có thể thu phục tập kích tới khô héo. Nhắc tới cũng là trùng hợp, là vì kia thực vật tai nạn đặt tên là khô héo, mà thủ vệ nhất tộc cũng xưng là khô héo, là một loại có thể đem vạn vật xem như chất dinh dưỡng mà điên cuồng sinh sôi sinh trưởng tai nạn. Mắt thấy nguy hiểm mười phần khô héo đập vào mặt, cổ trảo vung ra trong tay vật, thập giác. Cái kia tên là thập giác vật, nó nhan sắc cùng vẻ ngoài cùng hương liệu bát giác rất giống. Khác biệt chính là, bát giác có 8 cánh, mà cổ trảo trong tay tên là thập giác vật chỉ có 4 cánh, hiện lên hình chữ thập, có người thành niên lớn chừng bàn tay, lại ở giữa dọc theo một đầu ba ngón dáng dấp cuốn, tại cuốn nhất phần đuôi là một viên ngón cái giáp lớn nhỏ trong suốt hình cầu. Thập giác rời khỏi tay, như phi tiêu đón lấy che ngập bầu trời mà đến khô héo phản phất nam châm đem kia không ngừng kéo dài biến lớn cành hấp dẫn tới lại như lỗ sâu đem lục tục mà đến cành đều hút vào ở giữa vòng tròn giữa hai bên thể tích không thành có quan hệ trực tiếp nhưng mà vô luận khô héo như thế nào dài ra biến lớn đều bị thập giác đều không ngoại lệ hút vào trong bụng chỉ có điều mặc kệ hút vào bao nhiêu khô héo cành thập giác kia lớn cỡ bàn tay thể tích từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào muốn nói biến hóa chính là kia đuôi cuốn phía trên trong suốt tiểu cầu trong cơ thể bị rót vào một chút xíu chất lỏng màu đen. Vật kia chính là khô héo khắc tinh sao. Là Kháng lấy áp chế gắt gao ở khô héo kết tán sinh trưởng thập giác, đôi mắt bên trong lướt qua một vòng tinh quang, lúc này tại không trung nhất chân đạp một cái, lưu lại một chuỗi khí bạo âm thanh đồng thời, thân thể hóa thành một luồng sấm sét, phóng tới khô héo cùng cổ trảo. Cùng suy đoán đồng dạng, cổ trảo lúc trước dám mượn dùng nguy hiểm đẳng cấp cực cao khô héo đến tiêu diệt hắn, đã nói lên cổ trảo nắm giữ lấy như thế nào khống chế khô héo thủ đoạn vì nghiệm chứng điểm này, cũng vì thực hiện kiềm chế hiệu quả. La hướng về cổ trảo vung ra khô héo, mà cổ trảo cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế, sử xuất ứng đối thủ đoạn. Vậy ta liền. Không khách khí. Trong chớp mắt, La ý niệm đầu tiên cũng không phải là thừa cơ tiến công cổ trảo, mà là phóng tới ngay tại dây dưa không rõ khô héo cùng thập giác. Đã thập giác là khống chế lại khô héo lợi khí, như vậy La sao lại bỏ lỡ, đây chính là sao phong nhập cánh tay trái bên trong càng thêm ổn thỏa phương pháp khống chế. Lúc này, Khô héo căn bản không kịp nở rộ, liền sắp bị thập giác hấp thu hầu như không còn. Cổ trảo chú ý tới la động tỉnh, trong mắt lộ hung quang, nháy mắt minh bạch la muốn làm cái gì. Lúc này, hai tay của hắn phía trên hiện ra rất nhiều niệm lực, một chân đạp sập kiến trúc sàn nhà, thân hình hướng phía phóng tới khô héo cùng thập giác la bắn nhanh mà đi. Khô cạn thập giác là khô héo khắc tinh, vô lượng khô héo thảm thực vật diện tích khuếch tán tới trình độ nào, chỉ cần một đóa khô cạn thập giác liền có thể sắp thành quen thể khô héo biến thành ấu sinh thể hạt giống hình thái sau đó áp suất tiếng đuôi cuốn bên trên trong suốt hình cầu. Mặc kệ bị hút vào trước đó khô héo sinh trưởng được nhiều tươi tốt, lại mở ra bao nhiêu đóa mặt hoa, một khi tiến vào thập giác trong cơ thể, chờ lần sau được phóng thích ra tới, sẽ chỉ là một viên thể lỏng hạt giống. Cổ trảo không biết là đối với thập giác có bao nhiêu hiểu rõ, có điều, người bình thường chỉ cần thấy được ngay tại tiếp tục đem khô héo hút vào trong bụng thập giác, đều sẽ đoán được là chuyện gì. Giống la cử động như vậy, đơn giản chính là nghĩ khống chế lại thập giác, tiến tới khống chế lại bị áp chế khô héo cổ trảo sao lại để la toại nguyện bởi vậy tại la có hành động về sau cổ trảo sau đó đuổi theo hắn cách thập giác gần đây không có khả năng để la tùy tiện tiếp cận mà lại hắn phải thừa dịp lấy la cướp đoạt thập giác lúc đem la ngay tại chỗ đánh chết đôi bên đều có tâm tư trên bầu trời khô héo còn sót lại cành đã không nhiều mà kia thập giác đứng im như núi đuôi cuốn phía trên trong suốt viên cầu đã bị chất lỏng màu đen chỗ lấp đầy la lăng không mà đi nhưng mà cổ trảo thân thể như như đạn pháo đánh tới tốc độ cực nhanh cái lựa chọn này cũng không thế nào la cười lạnh một tiếng chân đạp không bước hướng lên nhảy lên thăng một khoảng cách thoát ly cổ trảo bay kích mà đến quỷ tích đôi bên cứ như vậy lúc lên lúc xuống lách người mà qua có được không bước la có thể hành tẩu ở thiên không cũng có thể tại không chỗ mượn lực trên bầu trời tùy ý thay đổi phương hướng cho nên lỗ mãn mà đến cổ trảo ngược lại là đi một bước xấu cờ tối thiểu la là nghĩ như vậy nhưng rất nhanh la thu hồi lời nói mới rồi từ phía sau truyền đến tiếng xé gió lệnh la lập tức minh bạch cổ trảo cử động có lưu chuẩn bị ở sau mà không phải không trải qua suy nghĩ lỗ mãn hành vi la quay đầu nhìn lại chỉ thấy cổ trảo thần sắc dữ tợn không ngừng huy động hai tay đánh vào trong không khí trung ra từng mảnh sóng xung kích văng đúng là dựa vào loại này thô bạo mà trực quan phương pháp lệnh tự thân có thể bay ở không trung đồng thời thay đổi phương hướng vài trăm mét chỗ kiến trúc mái nhà phía trên giờ lét nhìn thấy cổ trảo chỗ chọn lựa phương thức sắc mặt không khỏi biến đổi vô ý thức mắt nhìn nắm ở trong tay thiền côn thấy lạnh cả người cứ như vậy dưới đáy lòng luồn lên Điều này có thể sao? Không trung, La kháng đến cổ Trảo truy kích mà đến, sắc mặt không thay đổi, khăn khăn phóng tới sắp đem khô héo đều hút vào trong bụng thập giác. Giờ này khắc này, ngược lại là La càng tới gần thập giác, mà cổ Trảo công kích thất bại, vượt qua La sau ngược lại cách thập giác xa xôi. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên sẽ là La tiên một bước cầm tới thập giác, từ đó triệt để khống chế lại khô héo. Nhưng là Từ phía sau truy kích mà đến cổ Trảo bỗng nhiên giữ tận cười to nói, ngươi nơi sống yên ổn là không khí a. À? lời còn chưa dứt lúc, cổ trảo huy động hai tay, đạo đạo mắt trần có thể thấy vết cào xẹt qua thiên không, đem phía trước cho đến la sở trưởng ở không vực vỡ ra tới. Mất đi không khí phụ trợ, la dưới chân đạp hụt, thân hình lập tức nghiêng một cái, mất đi cân bằng lại hướng mặt đất. Cùng lúc đó, cổ trảo cũng không có dừng lại huy động hai tay, mà là thuận thế hướng sau lưng vỗ, thân thể như tiễn hướng về la vọt tới. Ngươi chết chắc. Cổ trảo trong đôi mắt chỉ có khống chế không nổi cân bằng mà siêu siêu vẹo vẹo la. Hắn xuyên qua cũng không xa khoảng cách, đi vào La Sau Lưng, lấy tay thẳng đến La Đầu Lâu. Bởi vì La là đưa lưng về phía cổ trảo, cho nên cổ trảo từ đầu đến cuối không có nhìn thấy La thần sắc bình tĩnh như nước. Trong chớp mắt, La trên thân phun trào niệm lực, như mặt nước hướng chảy dưới lòng bàn chân, trong nháy mắt cấu thành Bạch Ngọc Tướng quân hình thể, mà La hai chân tiếp xúc chi địa, chính là Bạch Ngọc Tướng quân trường đao mũi đao phía trên. Bạch Ngọc Tướng quân tại hiện hình một khắc này, liền giơ cánh tay lên, đem đứng tại trên mũi đao La hướng lên một đỉnh. Cùng lúc đó, thực thể hóa Bạch Ngọc Tướng quân rơi xuống mặt đất, mà đưa tay phải ra hướng về phía trước một đâm cổ trảo, cứ như vậy xuyên qua hướng lên mà đi la hòa hướng phía dưới rơi xuống bạch ngọc tướng quân ở giữa. Hứ! Công kích thất bại, cổ trảo dứt khoát đem la bỏ lại đằng sau, hướng về đã đem khô héo triệt để hút vào trong hạt châu thập giác mà đi. Giết chết la cơ hội có rất nhiều lần, nhưng cầm tới thập giác cơ hội chỉ lần này một lần. Nhưng mà, hướng phía dưới rơi xuống bạch ngọc tướng quân trong khoảnh khắc hóa thành niệm lực. La cũng không trở về thu cấu thành Bạch Ngọc Tướng Quân niệm lực, mà là trực tiếp vứt bỏ rơi, lệnh kia số lượng không ít niệm lực biến thành vật vô chủ, du tán ở không trung. Bởi vậy, La Tại tiếp theo trong nháy mắt lần nữa gọi ra Bạch Ngọc tướng quân, quân lâm tại cổ trảo sau phía trên. Mà bay về phía trước đi ra cổ trảo nhìn thấy từ phía sau mà đến loá mắt Bạch Quang, nỗi lòng có chút lắc một cái, nhanh chóng quay đầu xem xét tình huống, đập vào mi mắt chính là một đạo sắc bén đao mang. Bị La Sở trưởng gọi ra Bạch Ngọc tướng quân, tại hiện hình một khắc này, liền hướng phía cổ trảo chém ra một đao. Lấy thanh trường đao kia chiều dài, Tự nhiên không có khả năng đuổi kịp bay tới đằng trước cổ trảo, nhưng từ trên thân đao chỗ bắn nhanh mà ra khí chém, lại đuổi được cổ trảo. Cổ trảo lúc trước công kích không tính trăm phương ngàn kế, nhưng cũng là hơi có tính toán, chỉ có điều bị La lấy tinh diệu ứng đối phương thức chỗ tránh thoát đi. Khi đó, cổ trảo cũng không có cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng hoàn toàn không có nghĩ đến La tại hiện lên mình kia một kích trí mạng sau phản kích sẽ đến phải nhanh như vậy. Giống như là, đang tránh né trước đó liền đã suy xét tốt muốn thế nào phản kích. Đáng chết. Đao mang tới người mà tới cổ trảo không có bất kỳ cái gì trốn tránh không gian, chỉ tới kịp đem niệm lực triệu tập đến sau lưng. Oanh! Đao mang đánh vào cổ trảo trên lưng, nặng như thiên quân lực lượng tác dụng đến toàn thân của hắn, làm hắn cấp tốc rơi xuống mặt đất, nện xuyên một dãy nhà mái nhà sàn nhà, thẳng vào hắc ám kiến trúc nội bộ. Tạm thời đứng ngoài quan sát giờ lét mấy người, cùng lý do an toàn mà lui ra một khoảng cách mấy cái ma thú, đều là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Lập tức, mấy cái ma thú nhìn thấy la kỹ hạ dậm chân, liền đem hấp thu khô héo thập giác nắm ở trong tay, trong lòng đều là chấn động, ám đạo hỏng bét. Vạn vật tương sinh tương khắc à. La Vi cười nhìn lấy thập giác đuôi cuốn bên trên màu đen châu tử, hắn nhưng là nhìn tận mắt cái này một viên chỉ có ngón cái giáp lớn nhỏ châu tử, là như thế nào dần dần biến thành màu đen. Nói đúng ra, hẳn là thể lỏng khô héo bị hút vào viên này trong hạt châu, mới có thể đem châu tử nhuộm thành màu đen. Là chứa đựng, vẫn là tiêu hóa đâu. Sau đó đưa cho Sheila giám định một chút, hẳn là có thể đạt được kết quả. Bạch Yên tự thể không có cho ra tin tức, nhưng la không vội tâm tình khoái trá đem thập giác thu nhập hắc miêu không gian bên trong hắn tạm thời không xác định bị hút vào đuôi cuốn trong hạt châu khô héo là sẽ bị thập giác tiêu hóa hết vẫn là đơn thuần chứa đựng có điều vô luận là bị tiêu hóa vẫn là bị chứa đựng la đô cảm thấy không quan trọng dù sao khô héo tồn tại quá khó giải quyết dù là khả khống tính cực mạnh cũng giống như đồ lửa hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được dưới đáy cách đó không xa trên lầu chót ba cái ma thú hung ác nhìn chầm chầm lơ lửng tại không trung la đánh xuống hắn ba cái kia ma thú không chút do dự đạp đi lên hóa thành ba đạo lưu quang trực tiếp hướng về phía la mà đi bọn hắn không rảnh vực năng lực chỉ có thể dựa vào bật lên lực lượng đi công kích la chẳng qua bọn hắn cũng thấy rất rõ ràng la là như thế nào làm được lơ lửng ở không trung biết loại kia cử động tương đương hao phí niệm lực mấu chốt nhất chính là lơ lửng tại không trung lúc cần đem phần lớn niệm lực tập trung ở đùi trở xuống làm như vậy sẽ dẫn đến nửa người trên lực phòng ngự suy yếu rất lớn đây chính là nhược điểm chỗ ma thú ở trong lòng nghĩ như vậy La tỉnh táo nhìn xem từ dưới lên trên ba cái ma thú, cũng không có công kích dự định, chỉ là dẫm lên không khí cầu thang hướng lên, tránh đi ba cái ma thú phát ra lên lên không công kích. So với tại không trung hành động tự nhiên la, ba cái kia ma thú đối với không vực năng lực khống chế cơ bản là không, tại bật lên công kích thất bại về sau, chỉ có thể uất ức rơi xuống mặt đất. La cứ như vậy tại không trung nhẹ nhàng dậm chân, lạnh lùng nhìn xuống rơi xuống dưới ba cái ma thú. Niệm lực phần lớn khống chế tại dưới đùi, có thể tại không trung tự do hành động lại biến hướng đồng thời, nửa người trên lực phòng ngự cùng lực công kích sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Chính là nguyên nhân này, là mới không có thừa cơ gọi ra Bạch Ngọc tướng quân công kích ba cái kia ma thú, bởi vì niệm lực phân tán cũng sẽ khiến cho Bạch Ngọc tướng quân cường độ giảm mạnh, mà ma thú lại là da dày thịt béo, cho nên công kích là không có ý nghĩa. Nói cách khác, vừa rồi kia đánh vào cổ trảo trên lưng đao mang, trên thực tế cũng không có đối cổ trảo tạo thành thương tổn quá lớn. La nghĩ như vậy, ánh mắt từ ba cái kia ma thú trên thân dịch chuyển khỏi, chợt nhìn về phía bị cổ trảo đập ra lỗ đen giờ lét chỗ lộ ra trong tình báo liền bao hàm lấy cổ trảo lực phòng ngự kinh người đặc điểm lấy giờ lét tiếng công tính phóng tầm mắt thế giới loài người cũng là sắp xếp bên trên danh hiệu thế nhưng là theo như hắn nói công kích rơi vào cổ trảo phía trên căn bản không có đối cổ trảo tạo thành bất kỳ tổn thương gì chiếm cứ không vực ta có thể đứng ở thế bất bại nhưng cũng khó có thể giết chết ma thú la tư nghĩ kỹ đơn giản đến nói chỉ cần hắn đợi tại không trung liền sẽ cùng đột kích các ma thú chia 5 năm có điều hắn muốn không phải chia 5 năm, mà là xử lý bọn này chướng mắt ma thú. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ kia tòa nhà bị cổ trảo nện xuyên trần nhà kiến trúc nội bộ truyền ra. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang, mái nhà sàn nhà nứt vác thành vô số đá vụn, hướng về không trung bay đi. Cổ trảo từ loạn thạch bên trong thoát ra, bao phủ tại thân thể phía trên niệm lực như khí diễm không ngừng dương nanh múa vuốt, kia tinh tinh khuôn mặt phía trên là phẫn nộ đến vặn vẹo thần sắc. Hắn nhảy đến còn hoàn hảo trên lầu chót, không nhìn rơi xuống từ trên không tiến tới nhau nhau nện ở trên người hắn đá vụn, ngửa đầu nhìn thẳng thân ở không trung la, vô cùng phẫn nộ quát, ta muốn đem xương cốt của ngươi sống sờ sờ rút ra, một tấc một tấc. Cổ trảo kia tức giận không thôi còn chưa nói xong, một đạo kiếm khí khổng lồ trong chốc lát thắt sâu vào trong tầm mắt, lại là la gọi ra bạch ngọc tướng quân, hướng về hắn chém ra một đạo kiếm khí. Oanh! Viết thiếu bén nhọn đặc tính kiếm khí, mặc dù không phá nổi cổ trảo da, lại có thế chém vỡ cổ trảo nơi sống yên ổn. Yên trần tràn ngập lúc, Cổ Trảo mất đi cân bằng, chỉ để lại một đạo thật dài phẫn nộ dư âm, lại lần nữa ngã vào đen nhánh kiến trúc nội bộ bên trong. Ngớ ngẩn. La lãnh đạm liếc mắt yên trần tràn ngập mái nhà, chợt hướng về kim mấy người vị trí mà đi. Hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu cổ Trảo thời khắc này phẫn nộ trị số đạt tới trình độ gì. Hiện tại, hắn đã nắm giữ sinh sát quyền lực, thập giác. Muốn xử lý hiện trường ma thú, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nào đó tòa nhà mê cung kiến trúc bên trong đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong, đạo đạo tản ra ánh sáng nhạt khóe mắt, cứ như vậy xâm nhập ba tên binh sĩ trong mắt. Đối mặt với không biết chi vật, ba tên binh sĩ thân thể run rẩy lúc, toàn vẹn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chầm chầm kia mấy chục đạo khóe mắt. Sẽ là thứ quỷ gì? Vì cái gì không có tập kích bọn họ? Lung tung ngỗ ngang suy nghĩ, đều tại thời khắc này hiện ra tới. Kỳ quái biểu hiện, không khỏi để Jim Carrey phát giác được dị dạng, mà hắn không phải niệm năng lực giả, không nhìn thấy bị cặp lồng tròn che đậy về sau chỗ hiển lộ ra khóe mắt. Đang lúc tâm hắn sinh cảnh giác lại chuẩn bị hỏi thăm tình huống lúc, một tiếng vang thật lớn từ kiến trúc bên ngoài truyền đến, cả kinh ở đây năm người đều là khẽ rung lên. Mơ hồ ở giữa, bọn hắn cảm giác được cho bụi từ phía trên trần nhà bên trên rì rào mà rơi. Phóng thích tròn đầu đinh binh sĩ chịu đựng kinh ngạc, không thể tiếp tục duy trì được tròn, mà thiếu tròn nơi bao bọc tia sáng, khi trong bóng đêm hiển lộ ra mấy chục đạo khóe mắt cũng biến mất theo. Thế nhưng là, một màn kia đã điêu khắc ở ba tên binh sĩ trong óc là, là thứ gì? tổng no mân binh sĩ, lấy từ lúc chào đời tới nay nhẹ nhất thanh âm hỏi. Đầu đinh binh sĩ bờ môi nhúc nhích ở giữa, khóc không ra nước mắt thấp giọng nói ra, ta bị hù dọa, không có khống chế tròn tiếng một bước hướng về phía trước kéo dài, cho nên chỉ quét đến mặt ngoài, trừ bóng loáng bên ngoài, ta phán đoán không ra là cái gì. Chương 1019, trong phòng chi vật. Không dám phát ra âm thanh, cũng không có khả năng làm ra ánh sáng. Đây là dưới mắt Jim Carrey một đoàn người tình cảnh, bởi vì phía sau còn có ngay tại đuổi giết bọn hắn ma thú. Mà liền tại dạng này tình cảnh bên trong, bọn hắn gặp không cách nào phân tích rõ một loại nào đó tồn tại. Tỉnh mịch yên tĩnh hắc ám, có khi sẽ trở thành kinh hoảng người màu sắc tự vệ, nhưng có lúc cũng sẽ để kinh hoảng người sợ hãi trở nên càng thêm thắt sâu. Nguyên bản bọn hắn chỉ cần trong bóng đêm cẩn thận từng ly từng tí lục lọi, có thể liền có thể bỏ trốn đinh tị truy sát, nhưng lúc này tồn tại ở trong bóng tối vật gì đó, làm bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Sẽ là thứ gì đâu? khi tại bóng loáng một loại nào đó vật về sau ánh mắt, sẽ đối bọn hắn sinh mệnh an toàn sinh ra như thế nào ảnh hưởng đâu. Hướng, hướng về phía trước lại tiếng một chút sao. Cánh vác lấy nao mân binh sĩ nhẹ giọng nói. Nhất định phải dạng này. Cánh vác lấy Jim kari binh sĩ tương đối mà nói tương đối tỉnh táo, trầm giọng nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất không lạc quan, tối thiểu nhất muốn biết rõ ràng nơi này có đồ vật gì. Jim kari nghe các binh sĩ đối thoại, thần sắc nghiêm túc không thôi. Dưới mắt loại tình huống này, Cơ bản số không sức chiến đấu hắn căn bản không giúp được gấp cái gì, tùy tiện đưa ra đề nghị lời nói, có khả năng sẽ nhiễu loạn đến vốn nên phù hợp các binh sĩ phán đoán. Căn cứ vào điểm ấy lo lắng, Jim Carrey lựa chọn trầm mặt, cũng không có lên tiếng đặt câu hỏi, mà là nghiêm túc ghi nhớ các binh sĩ nói tới mỗi một câu nói. Phóng thích tròn thăm dò kiến trúc nội bộ đầu đinh binh sĩ tên là Mực Lợi, hắn tròn rất không ổn định, hiển nhiên còn không có triệt để nắm giữ, nhưng tròn đường kính lại có 15 mét, là hết sức ưu tú số liệu. Tại hắn tròn biên giới chỗ, chính là trong bóng tối dòng nó tầm mắt của bọn hắn chỗ mà hắn chỉ cần lại hướng trước mấy bước liền có thể dò xét đến tầm mắt đầu nguồn chỉ có điều làm như vậy cũng là có nhất định nguy hiểm hắn căn bản không rõ ràng ánh mắt về sau là cái gì tuy nói trước mắt còn rất bình tĩnh nhưng ai có thể cam đoan kia ánh mắt sẽ không là một đầu ngủ say hùng sư trầm tích ở trong lòng bên trên kiên kỵ lại thêm bên ngoài động tĩnh đến mức hắn lừa mình dối người chậm chạp không thể bước ra kia mấy bước làm sao vậy nhanh lên a Hai tên binh sĩ nhìn thấy mực lợi chậm chạp không động, không khỏi thấp vọng thúc giục. Mực lợi chần chờ một lát sau, nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên lúc, một đạo nữ tính hóa vui cười âm thanh từ lối vào truyền tới. Ha ha, tìm tới rồi. Tiếng cười kia cùng nghe không hiểu nội dung lời nói, giống như lẫm đông hàng gió, thổi tới đám người trên lưng. Chạy. Không hẹn mà cùng, ba tên lính trong đầu hiện ra đồng dạng suy nghĩ. Mà liền tại bọn hắn làm ra động tác lúc, hào quang màu phấn hồng tại lối vào sáng lên, trong chốc lát xua tan gian phòng bên trong hắc ám. Ngay trong nháy mắt này, bao quát kia ma thú ở bên trong, tất cả mọi người động tác đều là dừng lại. Hiện ra ở trước mắt một màn, làm bọn hắn trong lòng dân lên thấy lạnh cả người. Màu hồng tia sáng phía dưới, ngay tại Jim Carrey mấy người phía trước, đứng lặng lấy từng đài cao hơn 2 mét trong suốt pha lê khoang thuyền, bên trong bổ sung lấy hơi có vẻ vẫn đục chất lỏng, không có bất kỳ cái gì bọc khí sinh ra. Mà tại trong chất lỏng, đứng vững một bộ hình thù kỳ quái thân thể đây là cái gì jim carry cái kia màu đen khung kính về sau đôi mắt cực tốc rung động phản phất nhìn thấy bố trí dưới đất độ hàng cục trong phòng thí nghiệm người bị hại tiêu bản không trên thực tế có vượt qua trên bản chất chỗ khác biệt khi pha lê trong khoang thuyền thân thể liền cùng trong mê cung đem nhân loại làm ký sinh thể du đảng hình brion đồng dạng chỉ có điều viên kia hình quả cầu kim loại bên trên vỡ ra một đầu dài nhỏ khóe mắt mà lại trần trụi nhân loại trên thân thể dọc theo mấy chục đầu rễ cây giống như râu thịt tại râu thịt phần đuôi phía trên liên kết lấy trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay sinh vật phôi thai cùng các loại sinh vật khí quan có mắt cũng có trái tim lúc trước trong bóng đêm chỗ cảm thụ đến ánh mắt nơi phát ra chính là cái này mấy chục cái ở trong suốt pha lê trong khoang thuyền brion hình cầu bên trên khóe mắt cho nên đây là tử vật tại rõ ràng nhìn thấy ánh mắt nơi phát ra chân chính diện mục về sau bao quát diêm cari ở bên trong mấy người cũng không cho rằng đứng tại pha lê trong khoang thuyền không nhúc nhích quỷ dị brion là tử vật đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi giải thích cảm giác dù cho kia pha lê trong khoang thuyền không rõ chất lỏng hơi có vẻ vẫn đục, dù cho chung quanh tán loạn đồ vật cùng thật dày cho bụi tỏ rõ nơi này đã phủ bụi nhiều năm. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ bằng lần đầu tiên cảm nhận, không cách nào thuyết phục mình đi tin tưởng kia Brion nhóm là tử vật, nhất là kia râu thịt phía trên phôi thai, càng là làm bọn hắn kinh hồn bạc vía. Bởi vì, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy hình thể đa dạng hóa sinh vật trong phôi thai, có nhân loại phôi thai một chỗ vị trí. Mà lại, tại dụng cụ không có vận chuyển tiền đề phía dưới, đưa thân vào trong chất lỏng tất cả mọi thứ, đều là không có chút nào hư thối dấu hiệu. Pha lê trong khoang thuyền Brion choáng váng Jin Kari một đoàn người, đến mức bọn hắn quên giờ phút này hẳn là thoát đi nơi đây. Nhưng là, đuổi giết bọn hắn mà đến Ninh Tị, lại cũng chỉ là đem năng lực phóng thích đến một nửa, về sau không có động tác khác, chỉ là sững sờ nhìn xem pha lê trong khoang thuyền Brion cùng kia râu thịt phía trên kết ra sinh vật phôi thai. Nàng tại hình thể khác nhau trong phôi thai nhìn thấy ma thú phôi thai, bởi vậy phá vỡ nàng đối cổ đại thành phố mê cung nhận biết. Thạch Thư chưa bao giờ vạch trần qua những tin tức này là bởi vì những tin tức này không trọng yếu, hay là bởi vì thạch thư cũng không phải là toàn trí toàn năng. Đinh tị gương mặt bao trùm lên một tầng bóng ma, một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Để ẩn nấp sự vật như vậy hiển lộ ra, là thạch thư năng lực, cũng là thạch thư được đặt ở thủ vệ nhất tộc bên trong tồn tại ý nghĩa. Có quan hệ của đại mê cung độ tình báo, cùng lục địa tối từng cái địa phương các hạng tình báo, thủ vệ nhất tộc đều có thể thông qua thạch thư biết, đó cũng là bọn hắn giữ gìn ở cân bằng chi thế trọng yếu lợi khí. Thế nhưng là, trước mắt những vật này, là Thạch Thư không có hiển lộ ra qua. Vì cái gì? Ở trong đó sẽ có ma thú phôi thai. Thủ vệ nhất tộc trong cơ thể ký túc lấy thời gian, cho nên tuổi thọ dài dằng dặc đến không nhìn thấy cuối cùng, hoặc là nói, đã không có cái gọi là tuổi thọ khái niệm. Đồng thời, thủ vệ nhất tộc mất đi sinh sôi hậu đại năng lực. Điểm này cũng là Đinh Tỷ bị Pha Lê khoan thuyền sự vật hấp dẫn, từ đó không có ngay lập tức đối diêm Cari một đoàn người phát động công kích nguyên nhân căn bản. Nhưng Đinh Tỷ rất mau trở lại qua thần đến ngưng tụ trong tay tâm phía trên màu hồng phấn quan đoàn bắt đầu chảy ra sát ý. Giờ phút này chỗ sinh ra nghi hoặc, có thể tại giải quyết rơi mấy người này loại sau lại đi giải quyết. Đinh tị kia một đôi tràn ngập băng lãnh sát ý con ngươi hướng về Jim Carrey một đoàn người đảo qua đi. Mị hoặc. Màu hồng phấn quan đoàn phát tán ra sát ý lập tức mạnh lên. Chỉ cần thân ở không trung, liền có thể để ma thú không chỗ xuống tay, tương đối, cũng vô pháp xử lý ma thú. Bởi vậy, là lựa chọn hạ xuống, Tại tránh đi ba cái kia ma thú bật lên công kích về sau, đi cùng kim mấy người tụ hợp. Hắn hàng tại mái nhà phía trên, từ hắc miêu không gian bên trong lấy ra thập giác. Dù là chung quanh có cường địch vây quanh, ánh mắt của mọi người vẫn không khỏi bị thập giác đuôi cuốn bên trên màu mực châu tử hấp dẫn đi qua. Từng bị la phủ lên qua đủ để hủy diệt lục đại lục tai nạn, liền bị phong tồn tại cái này không đáng chú ý khô cạn thực vật bên trong đuôi cuốn trong hạt châu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc đám người cảm khái thời điểm, ngoài trăm thước kia tòa nhà sắp sụp đổ kiến trúc nội bộ bên trong lần nữa truyền ra phẫn nộ rống lên một tiếng Là lúc này thu hồi thập giác nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ lạnh lùng nói mặt khác ba đầu ma thú liền giao cho các ngươi ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xử lý đầu kia tinh tinh mạch về sau đi viện trợ các ngươi chương một nghìn không trăm hai mươi một phân thành hai đến từ cổ trảo phẫn nộ rống lên một tiếng giống như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh nghe được la kim bọn hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu ở vào bên trái phương hướng từ ba cái kia ma thú phát tán ra sát ý, thế nhưng là ngưng tụ như thật đang nhắc nhở bọn hắn. La kháng lấy trống lên một tiếng truyền đến phương hướng, lấy ra một mảnh địa y để vào trong mồm nhấm nuốt, lập tức nói ra như vậy, nhờ các người. lời còn chưa dứt, hắn chính là hướng về cổ trảo vị trí mà đi. Mọi người thấy La ly mở bóng lưng, lúc trước chiến đấu đã hơn nửa ngày, Si mấy người đều là lấy ra địa y nhét vào trong miệng, đột kích ma thú đều rất mạnh, chỉ bằng vào hiển đang giận lượng liền không kém gì kiến vương mê rung cùng lệ thuộc trực tiếp ba hộ vệ, về phần cường độ thân thể như thế nào, tại không có giao thủ trước đó căn bản không đoán ra được. Duy nhất có thể làm phán đoán căn cứ, thì là giờ lét thuyết pháp. Nói tóm lại, dưới mắt loại tình huống này, là không cần thiết nghĩ đến như thế nào đi tiết kiệm địa y tiêu hao, dù là bổ sung niệm lực sẽ tràn ra cũng không quan trọng, trước hết để cho trạng thái bản thân khôi phục lại đỉnh phong, mới là ưu tiên cần suy xét sự tình. Ta chọn một địch nhân đi. Kim bỗng nhiên nói làm trong đội ngũ chiến lược xếp tại thứ hai thành viên lời nói tự nhiên sẽ không dẫn tới dị nghị nobuna suy nghĩ qua tự thân tệ nạn tự biết nhất định phải có ít nhất một người đến cùng hắn tổ đội mà tổ đội đối tượng không cần nói cũng biết khẳng định là uvogin tại kim nói ra bản thân muốn tìm một cái địch nhân về sau nobuna lập tức nhìn về phía uvogin đang nghĩ để uvogin cùng mình tổ đội lúc uvogin lại trước một bước mở miệng nobuna ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó một cái Nobuna nghe vậy một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới hiếu chiến Uvogin sẽ chủ động đưa ra tổ đội yêu cầu. Uvogin không có đi nhìn Nobuna thần sắc, mà là nhìn chầm chầm truyền đến sát ý bên trái, trầm giọng nói, địch nhân rất mạnh, ngươi nếu là một đao chém giết không được địch nhân, chết liền sẽ là ngươi, có ta ở đây, liền có thể tận lực tránh loại tình huống này phát sinh. Nobuna nghe, khóe miệng im ắng một phát, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Bình thường đến nói, gặp được cường địch thời điểm, như vật hiếu chiến Uvogin sẽ chỉ nghĩ đến đơn đã độc đấu, nhưng hắn cũng không phải đơn thuần toàn cơ bắp sẽ căn cứ tình thế đến quyết định muốn thế nào lựa chọn mà hắn hiển nhiên đối ma thú lực lượng có cơ sở phán đoán suy xét đến đồng bạn vấn đề an toàn mới có thể vi phạm bản tâm lựa chọn tổ đội một chút cũng không thay đổi a à. nobuna tay phải ấn tại chui đao phía trên ở trong lòng lặng yên suy nghĩ trong chiến đấu uvogin cho tới nay đều là đáng giá nhất đi phó thắt phía sau lưng người lúc trước là hiện tại cũng thế vậy còn dư lại một cái liền từ ta cùng sidaji đối phó Biscuit nhìn thoáng qua giờ sau đó nhìn về phía Sidaji. Chú ý tới Biscuit ánh mắt, Sidaji nhẹ nhàng gật đầu, lúc này trống rỗng gọi ra màu đen bằng đá thụ cầm. Kỳ thật, nàng cho là mình độc thân là có thể giải quyết rơi một cái ma thú, chẳng qua nhân số phương diện là bọn hắn chiếm ưu thế, hai đánh một là tránh không được. Giờ thì là trầm mặt nhìn xem đã phân người tốt đầu mấy người, nội tâm không khỏi dao động lên. Địch nhân chỉ có bốn cái, hơn nữa còn bị la bọn hắn phân quan. Loại tình huống này, hắn có phải là có lý do thoát đội, từ đó mau chóng đi tìm diêm Carrey tung tích của bọn hắn giờ lét ngươi đã nói tập kích ma thú của các ngươi có năm cái a kim bỗng nhiên nói giờ lét giật mình không nói gì gật đầu kim liếc mắt nhìn hắn chợt nhìn hướng la động tỉnh trên thân hiện ra niệm lực đồng thời nói ra tạm thời còn không rõ ràng lắm cái thứ năm ma thú động tỉnh tóm lại là một cái uy hipper có thế mời ngươi giúp chúng ta giải quyết hết sao ngươi giờ lét đôi mắt trục trục chẳng lẽ mình tâm tư bị thấy rõ rồi con mắt vàng chợt nheo lại thản nhiên nói ta trước xuất phát giờ lét hoàn toàn theo không kịp kim đối thoại kênh cả người đều trong gió lộn xộn mà lúc này la trực tiếp hướng phía cổ trảo mà đi trên đường lúc trước kia rơi xuống đến bên trái mê cung thông đạo ba cái ma thú bên trong cái kia thằng làng đặc thù ma thú đột ngột từ một chỗ tê hình chữ góc rẻ bật lên mà lên đánh úp về phía thân ở không trung la la ngay lập tức liền phát giác được thằng làng ma thú tập kích lại ngay cả đi xem thằng làng ma thú liếc mắt đều không có thằng làng ma thú thấy thế thần sắc ở giữa sát ý càng tăng lên ở trong lòng quát, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Sau đó sau một khắc, hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu dần dần hư hóa, lập tức sững sờ. Không còn kịp suy tư nữa xảy ra chuyện gì, thân ở hoàn cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cùng lúc đó, thân ở tại mái nhà kim đang nói ra câu nói kia về sau, cũng là thân thể dần dần hư hóa, biến mất ngay tại chỗ. Là hắn vận dụng năng lực, đem tập kích hướng la thằng làng ma thú cho kéo vào trò chơi không gian bên trong. Kim biến mất, lệnh giờ lét ánh mắt khẽ biến, mà biscuit bọn hắn lại không cái gì quá lớn phản ứng chủ động xuất kích đi tìm còn lại hai cái ma thú giờ lét thấy thế rất nhanh minh bạch vừa rồi hiện tượng có thể là kim niệm năng lực hệ cụ hiện hóa hoặc là hệ phóng xạ không gian năng lực à hắn một thân một mình đứng tại kiến trúc trên đỉnh nhìn xem chủ động xuất kích mấy người nội tâm lập tức rối rắm trò chơi không gian bên trong kim hai tay đút túi nhìn xem bị mình kéo vào được thằng lằn ma thú lần này trò chơi lựa chọn định tràn cảnh là trong buổi tối sa mạc điều kiện thắng lợi là Hỏa hoạn à, Kim miễn cười nói. Trò chơi không gian bên ngoài, la thông suốt đi vào cổ trảo trên không. Từ kiến trúc nội bộ truyền đến tiếng ồn một mực liền không có dừng qua, mà cổ trảo còn không có ra tới. Ồn ào. La vi cau lại lông mày, từ hắc miêu không gian bên trong lấy ra trục đá lửa, không chút khách khí loại bỏ một khối nhỏ ném vào dưới đáy kiến trúc lỗ thủng bên trong. Mấy tức qua đi, hừng hực liệt hỏa mang theo trùng thiên chi thế từ kiến trúc nội bộ bên trong nhảy lên thăng ra tới, hình thành một đạo đường kính mấy chục mét hỏa trụ. La tại không trung dậm chân tại chỗ, ly hỏa trụ chỉ có không đến 2 mét khoảng cách, không chút nào chưa thụ ảnh hưởng. Làm hỏa trụ xong tới đồng thời, đến từ cổ trảo phẫn nộ tiếng trống tiến tới yên tĩnh. Trục đá lửa mảnh vỡ ẩn chứa nhiệt độ khẳng định là độ hàng cục đội ngũ hỏa diễm đạn thuốc không thể sánh ngang. Dù vậy, La cũng không cho rằng chỉ là một khối trục đá lửa mảnh vỡ có thể như vậy xử lý cổ trảo. La lạnh lùng nhìn xem sắp tán đi cuối cùng một tia nhiệt lượng hỏa trụ, chợt lấy ra chân chủ giữ lòng bàn tay, hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, hướng về cách đó không xa kiến trúc mái nhà cùng lúc đó một thân ảnh từ hỏa trụ bên trong lao ra đương nhiên đó là một thân tiêu dấu vết có chút chật vật cổ trảo hắn lúc này không tiếp tục phát ra không có ý nghĩa phẫn nộ tiếng la chỉ là hai mắt đỏ ngào phóng tới rơi xuống trên lầu chóc la tốc độ tương đương nhanh chóng đánh giá cao ngươi a à. la kháng lấy không có chút nào trận thế chỉ lo một bồn lửa giận xông loạn cổ trảo mí mắt cụp xuống ở giữa một cái lách người hiện lên từ trên hướng xuống mà đến cổ trảo đang nháy mở kia xương ngón tay đồng thời một đao chém ở cổ trảo ổ bụng phía trên. Im hơi lặng tiếng ở giữa, vượt qua la sông về phía trước cổ trảo, thân thể một phân thành hai. Lực công tích mạnh lên. Cổ trảo trên gương mặt thịt trung lên, lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn biết mình thân thể bị chém thành hai nữa, nhưng không có cảm giác được đau đớn, mà lại không có chút nào máu tươi tràn ra. Ngắn ngủi ở giữa, hắn đột nhiên bình tĩnh lại.